ông giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý anh chị em đạo hữu hãy chuẩn bị câu hỏi, có thể đưa bằng tay, cũng có thể chết chát. Chưa thấy Nguyên Trang vào đạo tràng. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi chúng ta được Ngài Liễu Tông thử âm thanh cũng như giảng dạy những câu hỏi. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Ramma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi qua răng a gia cha tha san ti tha sát tập ba ra chấm kha cha ti ca đề se tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê riêng vi na dánh cha ca chăng sua tan cha bản thân a phi tham ma chăm măng A cờ ta danh tơ ta tư sách cha đăng đăng bạp bơ thà nãy về bà đi xa và mạch chê Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày giờ chân sáng pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Và con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa, Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa, Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Cận Sinh Nam Sinh Nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bồ Tát Gia. Sa thú, chúng con nghe âm thanh của ngài rất là rõ. Và con cũng thấy có vài vị trong đạo tràng cũng cho biết âm thanh rõ. Và cảm ơn đạo tràng cho biết âm thanh của ngài rất rõ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Dạ, nhất là những vị thiện nam. Dạ, đưa bàn tay của mình lên để mở hàng cho đắc đi. Dạ, thật sự là Nhật Quỳnh đang ở chỗ này, Nhật Quỳnh không có cái tài liệu nào để hỏi ngài hết đó quý vị ơi. Nên là mong rằng đạo tràng giúp cho Nhật Quỳnh có những câu hỏi nhanh lẹ để Nhật Quỳnh được học thêm ạ. Thường thì Nhật Quỳnh có những câu hỏi để sẵn. Nhưng mà lúc này coi như ngày hôm nay Nhật Quỳnh không có cái chỗ nào hết. Nên không có cái căn cứ nào để hỏi cho rõ ràng. Dạ. Nhật Quỳnh kính mời huynh Giang Nhất Hà và có thể mở đầu được không? Hoặc là huynh Quang và hoặc là trong bàn tay đạo tràng có vị nào có thể đưa bàn tay của mình lên để hỏi ngài không? Dạ, kính mời bàn tay quý vị ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Và nếu quý vị không đưa bàn tay thì dù có thể chết chát cho Nhật Quỳnh đọc cho ạ. Alo, giúp dùm Nhật Quỳnh đi quý vị.
Sa thủ bàn tay của huynh. Đang lái xe hả? Cảm ơn Quang nha. Dạ, Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sangha, Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Liễu Tông, quý tăng ni cùng toàn thể quý đạo hữu ạ. Dạ thưa sư, con có một câu hỏi như thế này, nếu như mà mỗi ngày mà mình thọ trì tam quy ngũ giới trước bàn thờ Phật á, xong rồi buổi sáng, rồi nếu mà những cái ngày giống như là trong những cái lớp học mà mình cũng làm một lần nữa hoặc là một cái lớp khác nữa trong một ngày có thể làm hai hoặc ba lần thì có tốt không thưa sư? Dạ xin sư giảng rõ thêm điều này. Dạ con cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Tha, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Buổi sáng mình thọ rồi tới chừng mình vô room mình nghe anh cũng thất bạch xin thọ, mà nếu mình quán mình thấy cái mình không có phạm giới nào thì mình thọ làm chi nữa. Khi nào mình phạm mình mới thọ chứ à. Ừ. Khi nào phạm thì thọ, mà phạm giới nào thì xin thọ lại giới đó mà thôi chứ không cần phải thọ nhiều à. Chứ còn mình không phạm mà tự nhiên mình thọ thêm làm gì, nó không có lợi ích gì hết. Cái quan trọng là mình có tác ý để mình loại trừ những cái gì mà mình đã sinh thọ. Nếu cảm thấy mà không có khuyết điểm, không có cái gì mà có thể làm cho cái giới nó bị ô nhiễm thì không cần thọ lại à. Dù rồi mình cứ vô ngồi mình nghe thì nữa thì cũng không cần mà thọ lại, trừ khi cái giới của mình nó bị hư, bị đứt hạnh bị gì mà thôi. Nam mô Bụt Tha á. Nam mô Bụt Tha nha. Dạ con thấy huynh Giang Nhất Hà đã Giang Nhất Hà đã tri ân, thấy đạo tràng cũng tri ân và con cũng thành kính tri ân ngài đã giảng giải những câu hỏi của huynh và cũng để cho con hiểu thêm. Dạ, mến chào Thích Trần Đạo và vào đạo tràng một lần nữa, nhục huynh kính mời quý vị xung phong. Dạ, xung kính mời huynh thính pháp nha. Dạ, xung phong lên hỏi giùm Nhật Quỳnh đi. Nhật Quỳnh hồi nãy đã nói thú thật rồi, lúc nào Nhật Quỳnh cũng có tài liệu để hỏi ngài hết á, nhưng mà ở đây Nhật Quỳnh không có. Dạ, còn xa thú thấy bàn tay của Thích Thành Hoàng ơi, có thể cầm mic không? Thành Hoàng có thể cầm mic không thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, hay là Nhật Quỳnh đọc giùm cho Nhật Quỳnh biết đi. Thành Hoàng ơi, alo alo. Chắc là Thành Hoàng không cầm mic được. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Thành Hoàng. Dạ, nếu con bận, con không thọ giới ngày hôm đó, nhưng con vẫn tác ý thọ năm giới hoặc tám giới tự trong tâm được không ạ? À? Kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Tha. Dạ, con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Tha, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mỗi khi mình làm gì bận sáng thức dậy bận liền ngay rồi. Buổi sáng trước khi mình làm gì đó mình nên ra đảnh lễ Đức Phật. Chứ nếu mình nhà có thờ Phật thì mình xin thọ ngũ giới, tam quy ngũ giới được rồi. Ở trong ngày đó mình phải nhớ là mình có giữ tròn đủ hay không, nếu mà hư giới nào thì xin thọ giới đó, tự thọ cũng được. Nhưng mà thường tám giới thì không ai ở nhà thọ đó, bởi vì nó rất dễ đứt, dễ bị khuyết điểm năng. Không, tám giới mình nhiều khi mình làm đang làm gì ở nhà đây, như hàng xóm nó mở nhạc hoặc con cái trong nhà nó hát hay hò rồi này kia ông xong, nó làm cho mình rất là dễ bị cái đó năng. Thành ra ở nhà có việc làm thì nên nằm nằm giới là đầy đủ được rồi, chứ không cần gì với tám giới. Còn nếu mà mình có thời giờ thì tới cái ngày giới bây giờ trong chùa mình xin thọ giới mà đơn giữ tròn đủ một ngày một đêm cho nó đầy đủ như vậy thì phước báo nó mới nhiều. Chứ còn nếu mình ở ngoài mình thọ rồi mình không giữ được mình thọ làm gì? Thọ giới nên làm một cách trang nghiêm thanh tịnh, bởi đó là điều Đức Phật đặt ra để cho hàng quý chúng
có cơ hội để làm được cái thân tâm này được trong sạch trong ngày đó. À, mình giỡn chơi thì không có được, không có nên. Ăn thọ xong rồi không có nhớ mình làm gì, làm gì rồi mình vẫn tiếp tục phạm này phạm nọ là cái chuyện đó là không có nên. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thủ, con thấy Thanh Quang và Đạo Tràng đã tri ân Ngài và con cũng kính tri ân Ngài. Cảm ơn câu hỏi của Thanh Quang. Dạ, một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời bàn tay và nhận mời những câu chích chát của quý vị. Dạ, nhân cái câu hỏi của Thanh Quang, Ngài nói là mình thọ tám giới ở nhà, mình có con cái và này kia, thì mình khó giữ. Ví dụ như con đi, con ở nhà có mình con một, bạch Ngài. Vậy con xin thọ tám giới được không bạch Ngài? Dạ con kính dâng bích đến Ngài ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cũng không nên, để chúng tôi thì không nên, bởi vì nhà mình không phải mình ở giữa rừng, nhớ chuyện đó. Xung quanh có những cái này cái nọ rồi nhiều khi mình đi ra đi vô rồi bụng đói, gió tay húc đỡ miếng cạnh đều này kia, cái đó là không có nên. Bởi vì chắc chắn mình giữ không có được. Đó. Cái người mà bà phước báo ghê lắm mới giữ được tám giới trong sạch, dầu rằng ở ở một mình một nơi nào đó giữ cho sạch, còn mình chưa chắc, mà chưa chắc thì mình giữ tám giới nó vẫn tốt như thường chứ làm sao mà nếu mà giữ trong sạch nó vẫn tốt hơn. Ừ. Bởi vì cái giới của cư sĩ đâu mà không giống giới nhà sư ngoại trừ bốn giới nặng thì phải là đức giới thôi, còn ba 13 giới tầng này nó cũng nặng nhưng mà có cách sám hối trên hết. Còn giới của cư sĩ đức là đức luôn chứ không có dụ mình đi sám hối gì đó, đức là phải xin lại đức giới nào xin giới nấy thôi chứ không có ấy. Thành ra mình tại sao không năm giới cho nó trong sạch, phải không? Giữa tám giới nhiều khi nó khuyết chỗ này khuyết chỗ nọ, mà mỗi lần mình nên nhớ khi nó khuyết rồi cái tâm mình nó hối hận nó làm cho cái những cái giới khác cũng có thể bị ô nhiễm theo chứ không phải không đâu. Thành ra làm gì cho nó chắc ăn, còn không chắc ăn này đừng có làm cái kiểu mà xô cho nó rồi ra ngoài nổi người ta biết mình ở nhà tôi lúc nào giữ tám giới, nhưng mà thật sự ra chẳng có được gì. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú con thành kính tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời bàn tay cũng như mời câu chích chát của quý vị ạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ, chưa thấy ai có bàn tay cũng như chưa có câu chích chát. Con còn thắc mắc. Con xin hỏi Ngài tiếp ạ. Dạ, bạch Ngài, nếu mà như vậy, con ví dụ con muốn tập đi, con muốn tập, con giữ để con từ từ, ví dụ như ngày đó mình giữ tám giới mà mình cảm thấy rằng mình phạm giới nào lúc nào mình cũng tác ý giữ giới, nhưng mà nếu mà mình thấy mình phạm thì có thể mình xin giới lợi, chứ nếu mà bây giờ mình không có tác ý giữ tám giới lần lần nó sẽ không quen. Ví dụ như nói ví dụ như cái giới ăn chiều đi, nếu mà mình không có tác ý giữ tám giới thì mình cứ ăn thoải mái ăn hoài, thì biết đến đời nào mà mình mới thọ giới được, hoặc đến một cái khi nào đó mà mình đi đi đến chùa mình thọ giới được thì cái bao tử mình nó đâu có quen để mình thọ bạch Ngài. Dạ Ngài chỉ dạy giùm con, mình có thể tập không Ngài? Mình có thể tập để thọ tám giới để mà mình lần lần thì giống như cái gì cũng vậy, bất cứ cái gì cũng vậy mình phải có tập. Chứ còn nếu bất tử mà mình như con thì giờ làm sao mà có cái cơ hội để đi đến chùa, mà nếu mà một năm vậy mà mình đến chùa có một lần mà một ngày đó cái bao tử mình nó không quen thì mình làm sao mình nhịn được bạch Ngài. Dạ con kính dâng bích Ngài, Ngài chỉ dạy cho cách nào để chúng con có thể tập để mà chúng con thọ bát quan bạch Ngài. Con kính dâng bích đến Ngài. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn này, dạ kính thưa cho quý vị. Thật sự ra nếu mà không có rảnh như vậy thì cũng vô ít thôi, mình ở nhà mà thọ ăn bây giờ nó trong sạch mà càng làm mình dễ vui trong giáo pháp chứ không có lợi gì hết. Nha. Mình ở xa chùa thiệt nhưng mà cơ hội nào có thì mình ấy, thí dụ thay vì mình đi đi du lịch đi chơi đâu đó cả tháng, tại sao mình không có hy sinh cái sự đi chơi mình vô chùa nở mình làm tháng để coi. Nha.
chứ đâu có gì đâu. Làm cái nào mà để cho nó có hiệu quả thì mình nên làm, còn làm những cái mình ngồi ở nhà mình chắc chắn là không thể có hiệu quả được. Nếu ngồi ở nhà làm mình được ngay cái mấy như vậy thôi, mấy ông sư khỏi tu ở nhà, tôi độc thân tôi đóng cửa tôi không tiếp xúc ai, tôi thành ông sư có được không? Đâu được, không phải có điều kiện của nó. Cái sự thử thách của mình nó dựa vào số cái điều kiện. Tại sao phải vô chùa, vô chỗ nơi mà mình có nhiều cái bạn đang tu để mình hành cái đó? Cái đó là để cá nhân mình chỉ giữ được một số thôi, còn cái bên ngoài cái người khác mình nó giúp mình giữ thêm một số nữa. Thành ra cái sự trong sạch nó dựa vào nhiều chuyện chứ không phải không. Ngay cả mình đi học trong ấy cũng vậy nữa. Không phải chuyện mình chỉ nghe ông sư ông giảng mà là đủ. Cái đó chỉ là khẩu giáo, còn thân giáo nữa. Bởi vì có những cái ông không có giảng nhưng mà bắt buộc mình phải giữ. Thì đó là thân giáo. Mà thường chúng ta bây giờ đa số là chúng ta coi thường cái thân giáo rồi chúng ta không có giữ. Phải nói thật sự, ngay cả lời Đức Phật chúng ta học, cái lời Đức Phật dạy tức là cái khẩu dạy chúng ta học cũng nửa chừng, không bao giờ học cho tới 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 mức ấy đó. Mà cái thần giáo lại không không có học ở Đức Phật bất cứ nào đó. Như chúng tôi nói nhiều lần đó, từ ngày đầu tiên đó, Bồ Tát ra đời ở trong rừng đi chân không, ngày cuối cùng của đời ngày ngày ông đi về, cụ sĩ nó ra đi chân không, không có dù, không có lọng che gì cả. Mà bây giờ quý vị thấy hầu như tất cả các chùa hay các ông sư ra khỏi chánh điện là đều che võng lọng đồ này kia xong, thấy không? Mình đâu học được gì ở Đức Phật đâu, nổi cái chuyện đó mình đã học không được rồi. Thành ra mình đã học cái điều rồi, bởi vì mình nói ở cái nơi mà có bạn đồng tu đồng hòa mạnh đó, mình giữ giới hoặc mình thắc mắc lúc nào mình hỏi liền lúc đó. Chứ còn mình ở nhà ra đường mình chỉ biết tám giới vậy ra bị biết có biết bao nhiêu chi, có biết như thế nào không, phải không? Mình cứ nghĩ đi, ngay cả có bằng đồng tu bằng đồng hòa mạnh có thầy có tổ cái bên mà chưa giới vẫn bị khuyết bị mòn như thường. Chứ ở đó mình cứ nói mình ngon lành mạnh giàu làm thì cứ làm thử biết liền gì đâu, đừng nói là mình nghe người ta ca câu vọng cổ túng tim đen mình có thỏa thích không, dù mình không ca theo mình có thỏa thích hay không, nhưng mà ở trong chùa thì nó không có những cái vụ đó. Đó hay là hàng xóm nó làm ồn cái rồi cái tâm mình như thế nào đó. Thành ra mình chỉ giữ theo cái điều kiện của thân nhiều hơn là cả tâm. Tâm mình giữ nhiều khi không được, mình học thì học cái thân giáo chứ cái khẩu giáo mình không có, nhiều khi mình để ý mình bỏ qua hoặc ngược lại. Thành ra mình làm gì phải làm cho đúng đó. Bởi vì có những cái mà ở trong trường thiền nhờ bạn tu đồng hòa mạnh hoặc có nhờ có thầy tổ đó, mình nhìn cái cử chỉ người ta mình vẫn có thể mình làm cho cái cử chỉ mình nó cũng được trong sạch. Còn như mình ở ngoài nhà mình đâu có khe à. Vậy đâu ai ngó ngàng tới mình đâu, mình đâu có khe. Là đó là những cái tại sao mình phải tới cái nơi đàng hoàng. Còn nếu mình không có khả năng tới nơi hoài trong những ngày trống vậy thì mình chỉ thọ ngũ giới là đủ rồi, mà chưa chắc đã trong sạch đủ. Thì mình thọ ngũ giới đã chưa chắc trong sạch đủ, mình thọ tám giới làm gì để cho nó quen ố chơi vậy. Nam mô thầy á. Dạ sa thú con thành kính tri ân ngài. Dạ nhục quỳnh kính mời đạo tràng có thể đưa bàn tay của mình lên hoặc có thể cho những câu chết chát á. Nam mô bích hai giá. Dạ nhục quỳnh kính mời quý vị ạ. Hôm nay đạo tràng vắng vẻ quá, dạ làm cho nhục quỳnh bị bí luôn. Dạ nhục quỳnh ở đây có những cái câu hỏi lúc mà nhục quỳnh nghe một cái chỗ nào đó Nhật Quỳnh thắc mắc là Nhật Quỳnh ghi sổ liền, để tới cái lúc mà như vậy thì Nhật Quỳnh có câu hỏi, nhưng mà thực sự là Nhật Quỳnh ở chỗ này không có tiện cho Nhật Quỳnh chút nào hết, nên Nhật Quỳnh năn nỉ quý vị. À, năn nỉ quý vị là cho những câu hỏi hoặc là cho những bàn tay. À Nam Mô Bích Hà. Dạ dạ không có câu hỏi cũng không có bàn tay. Dạ con kính ngài hoan hỷ. À kính kính mời huynh quan. Dạ con là Quang, con xin đảnh lễ ngài Trí Đức, đảnh lễ ngài Liễu Tông và con kính chào đạo tràng.
À, dạ con hồi nãy con trên lúc đi xe lái xe thì con có nghe một cái bài pháp, nhưng mà cái câu hỏi này thì con cũng đã hỏi một vị sư, nhưng mà vẫn còn cái con không phải là kiểu như là bạch lá tìm sâu, nhưng mà mình học để cho đạo tràng cùng học luôn. Thì con học được có cái câu hỏi như thế này là khi mà cái thông lệ của chư Phật á, thì là Phạm Thiên Sahampati có xuống thỉnh Đức Phật sau khi mà Ngài thành đạo, thì theo ở trong kinh hay là các vị chư tăng có thuyết ở ở chùa, thì con có nghe như vậy mà thỉnh mấy bữa hôm nay con cũng có nghe lại, thì tình cờ thì con thấy là vị Phạm Thiên thì giống như các tầng thánh, thì một vị tầng thánh thứ nhất không thể nào mà biết tâm của vị tầng thánh thứ hai, hoặc vị tầng thánh thứ hai không, hay là mình nói nôm na là Đức Phật độc Đức Chư Thinh Văn Giác không thể nào biết tâm của Phật độc giác, hay là Phật độc giác không thể nào mà biết tâm của một vị chánh đẳng giác. Thì con có nghe là một vài vị chư tăng có giảng giải ở chùa là vị Phạm Thiên Sa-hăm-pa-tí đó, thì họ tu có cái tha lực là tha tâm thông, thì ngài biết được cái tâm của vị chánh đẳng chánh giác. Thì cái chỗ này thì con hơi thắc mắc là không thể nào được một vị Phạm Thiên không có thể nào mà biết tâm của một vị chánh đẳng giác được. Thành thử con xin ngài thì con cũng biết là có cái sự rắc rối ở đây, thì con xin ngài giảng giải để cho con và quý đạo tràng ở đây hiểu rõ thêm. Con không có cái ý là vạch lá tìm sâu gì hết, chỉ muốn là tất cả mọi người học hỏi được thêm một tí. Dạ, con xin đảnh lễ ngài, con xuống mic. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tổ Hoàng Hạ, kính thưa chư quý vị, không phải hiểu tâm hiểu cái pháp cao thượng tức pháp siêu thế của ông nói cái gì đó, ví dụ bậc sơ quả không thể biết pháp siêu thế, bậc nhị quả, bậc tam quả, bậc tứ quả, cái tâm thì cái tâm thì không biết, nghĩ những cái chuyện thông thường, những cái chế định bên ngoài nhà đó mình nhìn ra biết chứ sao không biết, nhìn mắt có thể biết là ông đó đói ông đó cần cái gì mình, nhưng mình không có rõ rõ là cái pháp siêu thế của họ thôi đó. Thành ra có những cái gì sự suy nghĩ của Đức Phật hay là ông gì đó, thì những cái gì Phạm Thiên hoặc những cái gì thánh thấp thì vẫn biết, với sự suy nghĩ đó là suy nghĩ thông thường à, chứ không phải là ví dụ như biết về ngài tất tứ thánh đạo, vậy là tứ đạo của ngài như thế nào nào, thì cái đó nếu mà chưa tới thì không biết, ngay cả tới rồi cũng chưa chắc biết đó. Thì thứ đó tùy theo người, tùy theo năng lực của đạo quả và đắc, chứ không ấy. Thành ra khi mà ngài có cái tư tưởng là ngài sợ ngã quay, ngài sợ ngài thì không còn tâm sân nữa, đâu có sợ đâu, ngài thấy khó khăn trong cái việc ấy, nhưng mà cái đó là chú giải nó khó khăn nha, khó khăn thì chúng sanh nghe câu ấy, thành ra sẵn mới đi từ đó xuống để ấy với ngài. Nhưng mà chúng tôi, cá nhân chúng tôi thì chúng tôi không có tin chuyện đó, mà thật sự chúng tôi không có tin. Bởi vì tại sao chúng tôi không có tin? Bởi vì trong trường hợp Sa-hăm-pa-ti thì không thỉnh ngài thuyết pháp, ngài có thuyết không? Ngài bỏ 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp kể từ ngày thọ ký, hoặc 20 a tăng kỳ tổng cộng để làm gì? Đạo quả rồi cái niết bàn luôn à, đối với bậc chánh đẳng chánh giác. Cái chuyện mà đắc đạo quả rồi bỏ chúng sanh là chắc nó không thể xảy ra. Nhưng mà theo thông lệ, trong 30 thông lệ họ cũng nói vậy, nói là ngài làm gì cũng phải có duyên sự nè, thì mình cứ tin theo duyên sự thì được. Những cá nhân chúng tôi tin chắc là dầu là có tỉnh không tỉnh, ngài vẫn tiếp như thường, chúng ta bỏ cái thời gian đó biết mà lâu rồi làm rồi cái là không tiếc nha. Thành ra không biết là không biết về cái pháp siêu thế trong cái là trong lộ trình tâm người đó, chứ còn cái pháp siêu thế chuyện bình thường đó. Thường thường là đôi khi đó nhiều người ta có cái một cái trạng thái gì đó, những người ở gần ngài thì người ta vẫn có thể đoán là ngài muốn làm gì chứ đâu phải không đâu. Thành ra cái sự suy nghĩ thông thường của chúng sanh nó, kể cái Đức Phật đó, thì những người có thần thông, có tha tâm thông hoặc là đắc đạo quả, thì ta đạo quả thấp thì nữa thì cũng có thể biết được, nghĩa là không có từng chi tiết thôi chứ không biết thì suy nghĩ đó nó như thế nào chứ biết, chứ không phải không biết đâu. Nên còn cái pháp cao siêu hơn thì biết, thí dụ như bây giờ mình nói cái pháp mà biết
kiếp trước chúng sanh sanh diệt đồ này kia như thế nào, chết ở đâu đâu kiêm sụng đó, thì cái chi tiết đó đó chỉ có Đức Phật biết thôi chứ người khác không có biết được. Cái đó thì đúng, nhưng mà nó không biết luôn thì không được, nó ngài cũng có cái lỗi đó chứ. Thành ra cái chuyện mà cái thần thông của ngài, của Đức Phật, ta gọi là chủ tu và ba tại nha ná đó, tức là cái thấy sanh diệt, thấy từng từng kiếp kiếp trước, chứ mà không phải là của bậc thánh thường. Một thánh thường ta dùng chữ là ti tăng khệ nha ná, tức là tuệ biết về quá khứ, cũng có thể biết là trước trước người mà đứng trước mặt mình là sanh ở đâu đâu, nhưng biết một số cái giới hạn thôi, còn Đức Phật thì biết rõ ràng, nghĩa là cái vô giới hạn nữa. Thì cái chuyện biết rõ ràng vô giới hạn của Đức Phật biết thì bậc khác không biết được, nên hiểu không phải biết tâm mà biết những cái pháp thực tế của ngài đó mà thôi, chứ thường không nó đâu có được. Nhiều khi mà chỉ có phàm nhân thì không biết gì hết thôi, mới phạm phạm một lỗi đối với cái bậc thánh, chứ còn bậc thánh ta biết ông mô tay giá. Mô tha dạ, dạ con thấy vinh quang đã tri ân ngài. Dạ cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn câu hỏi của Quỳnh và Nhật Quỳnh là kính mời đạo tràng. Dạ Quỳnh thấy Nguyên Trang vào đạo tràng rồi. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang có thể làm thị giả cho ngài cũng như Nguyên Trang có câu hỏi nào không? Ngày hôm nay Nhật Quỳnh bị bí Nguyên Trang ơi, nên là Nguyên Trang biết rồi đó, biết tại sao rồi phải không? Thì Nguyên Trang có câu hỏi nào thì giúp cho Nhật Quỳnh hiểu thêm về những lời dạy của Đức Phật và cũng như làm thị giả cho ngài giúp Nhật Quỳnh được không? Nguyên Trang, alo alo, chưa có câu hỏi, chưa câu hỏi, dạ vậy chưa câu hỏi. Thì Nguyên Trang chờ chút, nếu mà có những câu chết chát thì mời Nguyên Trang làm thị giả cho ngài nha. Nhật Quỳnh rất là bí, nhưng mà Nhật Quỳnh theo cái câu trả lời của ngài, Nhật Quỳnh cũng nghĩ ra một điều và con xin phép ngài. Và thí dụ như một cái vấn đề nào đó, ví dụ con mà ngài trả lời con nghĩ chưa thông, con có thể đi hỏi người khác được không bạch ngài? Cái giáo pháp này ví dụ như ngài trả lời con đi mà con thấy con chưa có thông được thì có thể con đi hỏi vị khác để giải thích cho con, như vậy con có phạm giới gì không bạch ngài và có lỗi đạo gì không? Con kính dâng mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bích Tha dạ. Nam mô Bổn Thầy gia kinh bạch chư tôn hàng giả kính thưa chư vị, thì hỏi người khác không ăn thua vậy đó, nhưng mà nói sao mà đừng có phạm vào những cái điều kiện mà liên quan tới cả người mình hỏi rồi bằng cái người mình đang hỏi. Bởi vì lý do đó chỉ có một người mà có thể khả năng mà nghe người ta hỏi rồi trả lời một cách là 100% thôi, không có gì sai chạy, là Đức Phật mà thôi. Còn phàm nhân là không biết. Các giảng sư ngay cả chúng tôi khi trả lời quý vị là trả lời theo kinh nghiệm học hỏi của mình, kinh nghiệm hiểu kinh điển của mình, nhưng mà chưa chắc thì đúng vào cái ý của người hỏi, vì là nhớ chưa chắc đúng. Chúng tôi có thà tầm thông để biết, cũng không như là không có đi vô sử sách nhà ná để biết cái quá khứ của ngài, của quý vị đó tạo cái gì thì không biết. Thành ra nếu mà vẫn còn thắc mắc cứ tự do đi hỏi thì không có gì mà phải sợ hết đó. Có những cái gì người ta không thích thì cái chuyện là của họ, còn mình muốn làm cho để mình hiểu rõ ràng như đó thì cứ hỏi thôi, chứ không có gì mà không có ông giảng sư nào mà thắc mắc hết đó. Bởi vì cái câu trả lời của ông á là dựa vào sự hiểu biết và cái kinh nghiệm học hỏi của ông, nhưng mà không chắc đúng vào cái ý của người hỏi, tại cái người hỏi á nó có cái tiền nghiệp nó khác chứ nó không có giống cái tiền nghiệp đấy. Và cái thứ hai nữa đó, khi mà mình muốn biết mình hiểu thật sự hiểu hay không đó, mình nghe câu hỏi của người đó, mình hỏi câu hỏi người đó cái gì đó trả lời, nếu mình thật sự mà mình muốn biết mình hiểu hay không á thì mình phải hạ thủ công phu để hành được. Mình nhớ là nếu mình hạ thủ công phu hành không được, mình không biết cách hành như thế nào, cái lời dạy đó của Đức Phật thì kể như là mình chưa hiểu gì hết. Mình nhớ gì mà khi mà mình chưa hiểu rồi mà mình sợ
cái ông vừa rồi, ông giảng sư vừa rồi buồn mình hay là mình sợ cái ông giảng sư mới nào thấy mình thân với ông kia ông cũng không thèm trả lời thì cái đó lỗi của mình. À, hỏi chừng nào mà hiểu rõ ràng mà thôi, mình nhớ cái chuyện đó, mình học Phật pháp hỏi rõ cho tới khi nào thông hiểu mà thôi, mà thông hiểu Phật pháp là phải hành được, bởi vì chỉ sự khả đó chúng tôi nói nhiều lần nó có bốn năm chi đó, tức là nghe hỏi hiểu nhớ và hành, phải hành được mới được gọi là mình hiểu, mình hành chưa được là không thể gọi là mình hiểu câu cái Phật pháp đó được đó, mình nhớ cái chuyện đó ha. Thành ra đừng có gì mà sợ ai đó, tôi không hiểu tôi đi hỏi ông khác. Hôm nay tôi hỏi, tôi vô room này tôi nghe rồi, nghe nhưng mà mình nên nhớ hỏi, mình đừng có làm cho người ta xúc ghê xúc chạm. Là thí dụ mình hỏi với tư cách là mình xỉa xói cái ông vừa rồi về học vậy mà bày đặt lên làm giảng sư này kia thì cái đó nên. Còn còn mình không hiểu thì cứ đi hỏi thôi. Nam mô Bổn Sư. Dạ, sa thủ con thành thành kính tri ân lời giải thích của ngài và con rất là tri ân ngài. Dạ, con cũng hiểu mình phải hỏi cái gì. Dạ, thí dụ đi, ví dụ như con hỏi ngài mà ngài trả lời vậy con cảm thấy là con chưa có thông. Thí dụ con đi tới một quý vị nào đó con hỏi thì đặc biệt con chỉ hỏi cái ý của con thôi chứ con không có thể, con không có bao giờ, và con cũng hiểu cái ý ngài nói luôn. À, mình không có trình bày ở bữa đó tôi đi hỏi cái ông sư đó tên đó nói như vậy, rồi bây giờ đến ông sư này hỏi ông sư trả lời như thế nào, thì coi như là con biết rằng mình không có nên làm điều đó, và con chỉ hỏi cái thắc mắc của mình và mình lắng tâm, mình nghe vị này vị khác để mình hiểu rõ vấn đề hơn. Vì tại vì con biết được là Phật pháp của Đức Thế Tôn rất là thâm sâu, giống như ngài nói là không thể một vị nào có thể được hoàn toàn, thì mình có thể tìm hiểu. Con rất là tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay và có thể có những câu chết chát ạ. À, câu chết chát thì có bữa nay có nguyên trang rồi nè quý vị. Quý vị hoan hỷ đi Hà ơi. Hà cứu Nhật Quỳnh đi Hà. Hà có thể cho câu hỏi không? À, cũng có nhiều thắc mắc nè với cái nick. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con dạ kính thưa ngài, con có một cái câu hỏi. Dạ thưa ngài, như hàng Phật tử của chúng con đó ngài, thì mình làm thế nào để mình build được cái mình tụi con mình build up cái ba la mật của mình như như thế nào ngài, con kính xin ngài chỉ dạy. Giống như là thí dụ như khi mà tụi con bây giờ tụi con học hoặc học 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 kinh rồi học Phật cũng như học về những học học kinh đi rồi học vi diệu pháp, dạ phát triển, dạ đúng rồi, để phát triển ba la mật rồi tụi con hành thiền, thì trong những cái đó nó có tụi con có build up cái phát triển được cái ba la mật của con không ngài, tụi con không ngài? Dạ con kính dâng bích lệ cho ngài để ngài có thể chỉ dạy cho chúng con được tốt hơn ạ. À, dạ con kính tri ân ngài. Nam mô với thầy gia kính bạch chư tôn hàng giả kính thưa chư quý vị, mình muốn build up cái ba la mi của mình đó, thì mình phải hành cái thiện pháp, thì quý vị coi trong 10 phương pháp tạo phước đó, mười cái đó. Nhưng mà khi làm tới mức rồi đó thì mình phải nguyện nguyện trong tâm, rồi lâu lâu rồi mình thấy ngon lành nguyện ra lời rồi không rồi. Rồi tới cùng sau cùng đó thì được cái vị nào đó, đức Phật nào đó nói trong tương lai có thể đắc cái gì đó thì lúc đó mới hy vọng ha. Thì đây sao phải nguyện, bởi vì khi cái việc làm mình làm một cái việc thiện nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nguyện,
để trở thành cái gì thiệt thiện mình làm đó, nó trở thành cái năng lực của cái pháp ba la mật. Còn nếu mà mình không có nguyện mà hoặc là mình không có nguyện cho đúng cách đó, thì cái thiện pháp nó trở thành năng lực của luân hồi. Thí dụ như giờ mình làm cái bố thí đi cho ai gì đó. Rồi mẹ trong kiếp nào ta xin cái phước này theo để cho tôi đừng bị đói, ví dụ vậy, thì cái đó không được. Cái đó là thành cái phước luân hồi ha. Bởi vì mình làm thiện pháp thì nó cho quả đó, nhưng mà cho quả luân hồi. Còn khi nào mình muốn trở thành ba la mật thì cái lời nguyện đó là phải nguyện chấm dứt các phiền não và chấm dứt ác pháp. Bởi mình chấm dứt ác pháp đó, thì nó mới đi qua bên bờ bên kia được, bởi vì chiếc ba la mật là bà đá cộng lý đó, là qua tới bờ bên kia thì mình phải nguyện để nó dẫn mà hướng dẫn mình đi qua tới bờ bên kia à, nhưng mà phải theo thứ tự giống giống như cuộc đời của Đức Phật vậy đó, cuộc đời của Bồ Tát đó. Nguyện trong tâm nói ra lời rồi mới tới lúc được được thọ ký. Chứ còn mình chưa nguyện tâm tức là mình chưa đủ năng lực mà mình nói ra lời chúng nó xin cái là chết. Lại nó xin nó thấy cô này đi học chắc hiểu nhiều Phật pháp rồi đó, thôi xin cái gì coi cổ có dám cho hay không, xin cái gì cũng không cho hết. Rốt cuộc này xe nó dẫn gì rồi nhà thiện nó xin vào hàm răng để cho cả đời ăn cháo cho nó trình, hỏi gọi cái nguyện ra lời mà chưa có đủ năng lực à. Thành ra khi nào nguyện trong tâm rất nhiều năm tháng chứ không ít đâu, để khi nào có đủ năng lực đó, mình có thể cho được thì mới nguyện nói ra lời. Rồi khi mà nói ra lời rồi thời gian sau cái đầy đủ thì nếu mà thân dân thường đôi khi không có được, không có được biết, nhưng mà nếu mà những cái thuộc loại đặc biệt thì cái giờ thì Phật đó họ sẽ nói tôi sẽ giống như Phật ký rồi. Ví dụ như ngày sẽ điều tạ là thời Đức Phật Cà Sơ Bà nói ôi sau này ông sẽ làm đệ nhất ngay của ngày đó đó là thì giống như tức thọ ký vậy đó. Thì mình nên làm, chứ còn nếu mà khi không có mình chưa hâm ra mình nổ rồi chừng nó xin hầm răng rồi bá thở luôn rồi khỏi con côn đó. Thành ra đừng có làm theo kiểu bên bên mấy thầy đó, lâu lâu cái tổ chức cái khóa cho thọ giới Bồ Tát chung chung đó. Chứ chúng tôi hồi xưa lâu lâu vui vui có suối mấy cư sĩ Phật tử hay nghe vậy là tới là xin xin đi ăn có xe xin xe có nhà xin nhà rồi có dám cho hay không mà dám nguyện với Bồ Tát rồi dám chung đúng không à, thật cái là chứng nhận hoặc là nói ra cho anh biết thì nói ra cho biết, nhưng mà thường là những cái bậc thứ dữ rồi nó mới nói, chứ còn mình thân nhân thường thì không có, đôi khi họ là không có nói, nhưng mà có cũng có khi họ nói để cho mình có đức tin đó. Chứ còn mình chưa đủ cái điều kiện để ngoài nói vậy đó, thì cứ tiếp tục làm mười pháp là mười pháp tạo phước đó, làm bất cứ trong cái pháp nào cũng đều nguyện cái đó, nguyện cái phần phước này là phần phước bố thí này nè, là cơ hội là điều kiện để giúp chúng tôi chấm dứt được các cả pháp ngũ ngầm hoặc chấm dứt được những cái phiền não gì gì đó. Thì theo mình nói câu nào mình hiểu hiểu là để chấm dứt phiền não, chấm dứt ác pháp thì nó trở thành ba la mật. Còn mình nguyện để kiếp sau có được này, hoặc là nguyện cho thứ sáu tới tôi được nằm ở sáu số này kia chùm, thì cái đó nguyện nó chỉ là nguyện luân hồi thôi, mà không phải là ba la mật. Nam mô Bích Tha Giá. Sa thú, dạ con kính tri ân những lời giảng dạy của ngài. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng. Nguyên Trang thấy bàn tay của Hà, Nguyên Trang kính gửi mic lại cho sức Hà nha. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Con kính đảnh lễ sư trí đức và con chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài, nãy ngài có nói về cái nguyện đó, thưa ngài, con nhiều khi làm việc đó thưa ngài, mà mình làm việc thiện mà mình quên mà không có nguyện cho cái quả phước mà để không còn thấy ngài, thì con có cái nguyện giống như là từ rày về sau, mà nếu mà con có làm một cái việc thiện nào nhỏ lớn
thì con cũng đều hướng nguyện về cái giải thoát như vậy có được hay không, hay là phải nhất thiết mà mỗi cái việc làm mình làm mình phải nguyện liền thưa ngài? Dạ xin ngài chỉ dạy ạ. Dạ con xin trong mắt ngài. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Mình nếu khi mình lơ lơ kiểu đó thì cái phước mình làm thì nó không có năng lực. Cái nguyện là cái tạo năng lực của cái phước, cái điều thiện mình làm. Nguyện nó giúp. Cái thứ hai đó thì cái nguyện mình là thường cái là cái phước mình làm nó có hai việc. Phước làm với cái tâm ly trí và phước làm với tâm hợp trí. Thì nếu mà mình nguyện mình làm phước với tâm hợp trí thì cái điều mà cái mong nguyện nó có nhiều năng lực hơn mà nó nhanh hơn nha. Còn mình không nguyện tức là mình không không hướng dẫn con đường của nó đó, thì nhiều khi mình lang thang nhiều chỗ riết nó mòn cũng chừng đó. Thành ra phải tập tập làm xong rồi nguyện nha. Làm xong rồi nguyện bởi nó còn nóng hổi đâu nguyện về thì một hai ngày sau mình quên rồi mình nhớ là nó nguyện lúc đó là cái năng lực của cái phước mình làm nó không biết nó còn hay không. Là tập tập đi cho cái hình thức tập trung những cách cho mình trau dồi cái trí tuệ cái niệm của mình là cái điều kiện mà mình cần nên có là phải làm xong là cái nguyện hoặc là trễ lắm tối là ngủ trước thì ngủ mình nghĩ là những thiện pháp mình làm nghỉ đôi chút thì nguyện cũng được sao nhưng mà nên nhân nguyện để cho nó những cái phước mình làm nó có năng lực. Nam mô Thầy á. À, sa thú, dạ con đã thấy xích hà, sa thú kính tri ân ngài. Dạ sau đây con thấy bàn tay của đạo hữu Thanh Hoàng. Dạ nguyên trang kính, dạ con kính mời ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ, à. Con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông ạ, à. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, cùng kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Con xin hỏi, kính hỏi ngài một câu ạ. Vì rằng là con mới nghe có một người dạy con là nếu ví dụ là con làm một cái thiện phước nào đó, cúng dường Tam Bảo thì hàng ngày con có để một con heo, và con ví dụ là một năm là con muốn cúng dường dường là 10 triệu chẳng hạn, thì một ngày là chia ra bao nhiêu thì mỗi ngày con mang vào để con đặt lên con heo đó, con heo đó. Ví dụ rằng là nếu mà trong cái ngày đó mà đến đến sát cái ngày đó mà con chưa gửi được cái tiền đó, chả may mà con bị chết đi, thì cái phước ba la mật đó của con đã được thành tựu, thì như vậy có đúng không ạ? À? Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. À. Và câu hỏi thứ hai là thường thì chúng con làm một cái việc đó là chúng con hay chuyển khoản. Thế mà cứ ngày nào chúng con cũng bỏ vào, có những ngày nhớ, ngày quên thì con thấy nó cũng hơi rắc rối một tí ạ. À. Con xin ngài chỉ dạy cho chúng con làm sao mà chúng con vừa làm được phước mà chúng con lại vừa có phước tràn đầy ạ. À. Con xin kính tri ân ngài ạ. À. Con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mình có bạch chai tức là có thì phương tiện là làm thiền chứ còn bỏ ống làm gì. Nên nhớ chuyện đó, bỏ ống là trong trường hợp có những người ta không có điều kiện có phương tiện ta mới bỏ ống. Ừ. Chứ mình để vài bữa nó từ từ nó cũng là hoặc là đôi khi mình có chuyện gì cần cần đó là mình đập mổ bụng heo ra cái mình đi làm cái đó cái quên cái chuyện mình bỏ ống để mình làm phước thì mình nên nhớ đó mình đừng bây giờ mình tin tưởng vào cái tâm của mình đó cái tâm của mình đó, nó giúp mình thiệt nhưng nó phản mình nhanh lắm bởi vì nên nhớ cái chuyện đó bởi vì khi nó giúp mình đó, là cái tâm đó là tâm loại thiện nhưng mà nếu nó trở thành cái tâm bất thiện là nó phản mình liền thành ra đừng bao giờ tin tưởng cái tâm của mình đó nên nhớ cái chuyện đó bỏ ống thì nhiều gì này kim sùm rồi mà cái đó là nhiều khi mình không làm được gì hết bởi vì nó có nhiều cái điều kiện nó xảy ra làm cho con heo đó bị bể bụng trước khi là mình đi làm phước mình nhớ gì đó. Thành ra ra đường đụng ăn mày cũng là phước liền không có nói để mai mốt không có đừng bao giờ hẹn là phước đừng bao giờ hẹn mình thấy cái gì cần là mình làm
đó, trong tất cả những cái chuyện gì hàng ngày làm cái tâm thiện pháp. Bởi vì ban đầu mà mình làm cái tâm yếu lắm, nó nhờ cái thiện pháp đi trí mà làm cái khi nào tâm thiện pháp hợp ký à, lúc đó nó có năng lực. Mà nó có năng lực là phải biết điều kiện trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, mà sau khi làm thời gian lâu nữa, để cho cái tâm nó có rất nhiều năng lực như vậy để cái lời nguyện mình nó mới mở thành. Còn nếu không á, mình cứ mình bỏ ống thì mình có nguyện gì cũng được, bởi vì cái đó cái phước mình chưa làm, mình mới giữ trụ làm phước thôi. Em nguyện nguyện cái gì, thấy không? Bỏ tiền vô ống, bỏ tiền vô con heo, cái mình nguyện là nguyện cái gì, để cái đó cái phước nó cái năng lực làm phước nó chưa thành tựu mà nguyện là nguyện cái gì. Là đang ngày có nhiều chuyện, rất nhiều chuyện để mình làm phước nha, chứ không không ấy là nguyện. Ví dụ sáng mình đi chợ thấy người ta sắp đập cá thì mình mua vào, rồi mình không ăn cá nên mua mua đi phóng sanh, thì cái đó là phóng sanh thứ thiệt, là phải phước nó có. Chứ lâu lâu tới chùa mua bồ câu rồi này kia phương nó phóng sanh, cái đó mình lạm dụng cái danh từ, cái đó chỉ là thả tự do cho nó thôi, nó có chết đâu phóng. Cái chúng sanh nào sắp chết mà mình thả ra mới gọi là phóng sanh. Còn chúng sanh nó nằm đó à, mà bây giờ là nhiều người đã còn bánh ta cho nó ăn những cái loại thưa gì đó nó thích, cái là thả ra cái chạy nó bay về chỗ cũ, nó không đi đâu nữa, bay về về chỗ cũ nó có ăn đó. Và cho những cái người mà nó phóng sanh thật sự mình chỉ trả tự do nó thôi, phước đâu có bao nhiêu. Khi nào thấy nó sắp chết thì vô chùa vô chợ thấy người ta sắp đập nó, mình lại mua con cái con vật đó mình đi thả nó ra, thì cái đó mới gọi là phóng sanh, nhớ gì đó. Anh là thường ngày là quý vị thả tự do cho chim bồ câu hay cái gì gì không, ngoài trên ngày quý vị cũng phóng sanh, thứ nhất rùa này kia chồng mình làm không đúng rồi, cái lúc đó mình nguyện là nguyện cái gì, phải không? Mà lấy gì nguyện, mình làm đâu có đúng đâu. Khi nào làm đúng là nó thả thành rồi nó mới có cái năng lực, mà năng lực mình mới dùng cái năng lực lên nguyện chứ. Đó, thành ra cái chuyện của ông là chuyện của mấy người xưa ta đặt ra. Nếu mà ở trong cái điều kiện mà mình không có điều kiện thì mình bỏ ống cũng được, nhưng mà khi mình xách cái số tịnh tài mà mình bỏ ống được, mình đi làm phước đó, lúc đó mình mới gọi là có phước để mà nguyện. Thì lúc đó nguyện muốn nguyện gì đó cũng được, nguyện lên cung trời gì đó, nguyện để thoát khỏi sinh tử luân hồi, và nguyện để chấm dứt các pháp và rơi bọt sẻn do sự bố thí này, xin nguyện tất cả các pháp thuộc loại bọn sẻn của con hãy là tiêu tan, ví dụ vậy, thì cái đó mới là nguyện. Còn theo mà mình chưa có gì hết định nên nguyện là nguyện sao, phải không? Nam mô Bích Thạ giá. Nam mô Bích Tha giá, dạ con kính lãnh lễ quý sư, kính chào toàn thể đạo trang. Và dạ con đã thấy cô Thanh Hoàng đã dạ con xin vâng ạ. Dạ cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Trong khi chờ đợi, dạ thưa ngài, ngài cho con hỏi là khi mà mình làm một cái thiện sự gì đó ngài, thì nói là mình phải nguyện cái phước hữu lậu và vô lậu, thì mình vô lậu là như là mình không muốn không không còn chấm chấm dứt sinh tử luân hồi, nhưng mà khi mà mình nguyện, nếu mà mình nguyện mà cho gia đình mình được bình an, mọi người thân trong gia đình được bình an, thì cái đó cái nguyện đó có gọi là cái nguyện hữu lậu không ngài? Dạ kính xin ngài chỉ dạy cho con ạ. À. Dạ con xin xuống bích ạ. À. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Kệ Sau Huyền Giả Kinh Đưa Cho Quý Vị. Nguyện nguyện cái đó mình làm gì chứ, nguyện cũng nói nguyện cũng đúng, mà làm nguyện cho người khác là nguyện sao? Cái năng lực đó là phải năng lực do mình tạo ra thì nó mới giúp được mình. Còn mình muốn giúp người ta là mình, người ta phải nhờ mình làm cái gì đó, chỉ điểm cái gì đó để người ta vừa làm theo, thì mình là giúp người ta được cái đó thôi, chứ mình nguyện cho mình làm phước rồi nguyện cho người ta đâu được. Nào phước báo thì khi mình làm thì gì có phước đó, một là cho người chết, hai là chia sẻ với người sống, thì mình kể là để cho họ hoan hỷ với cái phước của mình, thì họ có cái phước đó thì họ dùng cái phước đó nguyện cái gì là chuyện của họ, chứ mình nguyện cho người ta đâu có được,
không? Mà nhớ chuyện đó, làm cho nó đúng. Không, đi tới gặp người nào đó mà mình thấy là mình nói nó mà không biết họ có hiểu hay không nữa. Thì đấy, thì nếu mà xả thú đó, tỷ phước báo, thì cái phước mà mình đi xả thú đó, mình có thể nguyện cho mình được được một phần cái điều kiện gì đó để có thể giúp đỡ cái đời sống hàng ngày được, thì cái đó là cái chuyện của cái người nguyện, không phải chuyện của mình nguyện nguyện cho người cho ký chép cho người ta nhận được cái nguyện nhau mà được. Nguyện nói nghe chơi cho mình nói với người ta, nếu có người Phật pháp là ta thấy cái đó thì ta quan hỷ cái phước mà người này ta làm, mình thấy rồi mình gọi là tùy phước báo, thì khi có tùy phước báo đó mình dùng cái tùy phước báo để mình nguyện được, nguyện cho tôi không có những cái pháp bỏng xẻng, khi nào tôi gặp những cái điều kiện đó cũng sẽ làm giống như cái người mà vừa cho tôi biết cái điều kiện đó thì được. Chứ còn mình đó, nguyện cho người này hết bệnh kia hết bệnh được, mình nguyện chứ mình chưa chắc có phước có đủ năng lực rồi nguyện cho người ta, nó không có lợi ích gì nhiều, trừ khi người đó họ biết cách họ tùy hỷ phước báo, họ dùng cái phước báo họ tùy hỷ họ làm cái gì là chuyện của họ, họ có lợi ích hay không, chứ không có vụ mình làm mình lỡ mình nguyện dùng ta đây thì không ta không phước báo, không có được đâu, được làm theo đời quá không có. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ sa thú dạ kính tri ân ngài đấy chỉ dạy cho con. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ những câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ạ. Dạ con kính mời Nguyên Như mới thấy đâu mất tiêu. Nguyên Như có câu hỏi không? Kính mời Nguyên Như. Dạ, con thấy trong room rất là đông mà sao hôm nay không ai hỏi hết. Không biết cô Trần Đạo có câu hỏi không ạ? À? Dạ, con kính mời đạo tràng. Không có giơ tay. Dạ, kính thưa ngài, con có mà bây giờ không ai hỏi thì con xin hỏi tiếp ạ. À. Cho Nhật Quỳnh hả? Dạ, cô Nhật Quỳnh. Rồi con mời bàn tay của cô. Ồ, rồi mời bàn tay Nguyên Như nha. Rồi mời bàn tay Nguyên Như. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa bạch ngài, Nguyên Như có một câu hỏi về cái phép quán thọ đó bạch ngài. Con thấy ở trên internet có nhiều bài viết mà của người Tây phương họ viết về cái quán thọ đó, họ chỉ mình đó là mình scan từ đầu xuống đi qua từng cái bộ phận của con người mình từ trên xuống giống như tia laser vậy đó ngài, rồi ở từ dưới đó, mình bắt đầu scan ngược trở lên thì họ họ chỉ làm như vậy. Con thấy con coi cỡ ba bốn cái website đó họ chỉ như vậy, những cái trung tâm thiền của người Mỹ đó. Còn khi mà con qua bên cái chỗ mà người Việt Nam của mình á, chư tăng Việt Nam hoặc là chư tăng con đi hỏi ở Sri Lanka đó, thì quý ngài lại nói là mình nên tập á, là giống như khi mà mình quán thọ là mình chỉ quán cái chỗ mà cái phần mông mình đụng ở dưới cái tọa cụ, rồi cái phần mà hai cái chân mình đụng vào nhau và cái phần chân ở của mình á, để ở trên sàn nhà chỉ cần như vậy thôi, chứ không có cần mà scan lên scan xuống như vậy. Kiểu cái người Mỹ họ làm là họ cho vui thôi chứ không phải là tứ niệm xứ. Dạ con xin kính thỉnh ngài có thể giải thích cho tụi con rõ hơn ạ. À. Con xin dâng đức lại cho ngài ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó cả hai cái đều không có chính xác. Mình nên nhớ mình quán thọ đó, bây giờ mình phải có cái đề mục chánh của mình cái đã. Thì thường đề mục chánh có thể quán được nhiều chuyện, tức là hơi thở. Anh nhớ cái hơi thở đó. Hành thiền chỉ cũng được, hành thiền quán thân cũng được, quán thọ cũng được, quán tâm cũng được, quán pháp cũng được. À. Thành ra khi mình quan sát hơi thở mà mình quán thọ là có những cái mà nếu mình không học thì lộ trình tâm thì mình không có thấy được. Hay như cái thứ hai đó, quý vị muốn biết
tại sao mà cái thiền tứ xứ có thể quán được nhiều cách đó. Quý vị vô trong tăng chi đó, quý vị đánh chữ tương ưng niệm xứ, kinh tương ưng niệm xứ, nó có 51 bài kinh, tất cả nói tất cả chi tiết quán thần quán tâm quán táo quán gì gì đó, tương ưng niệm xứ đầy đủ hết. Ví dụ một người đang cười thì quán cái chỗ nào để thấy thọ, mà quán cái chỗ nào để thấy cái gì đó. Đó. Thì cái ngộ như vậy, cái ngộ thường cái xúc chạm đó làm cho mình nó mình thấy cái quán thọ. Là quý vị nên nhớ là cái thọ nó đi trên 121 tâm tất cả, mà mỗi cái búng tay tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần, 1.000 tỷ lần, thì quý vị mà scan cái cỡ nào cũng không thấy thọ được đó. Nên nhớ vậy đó, thì scan cỡ nào cũng không thấy thọ đâu. Đó. Bởi vì cái người mà cái tâm họ rất là phi tế, cái trí tuệ họ rất là mạnh, họ mới quán thọ để thấy gì trong từng những cái hoạt động của mình nó đều có thọ đi theo đó. Nhưng mà thường thường đó mình thấy trực tiếp rất là khó, mà nó phải dựa vào số cái điều kiện của các đề mục khác, nó tương đối là nó thô thiển hơn. Thí dụ như niệm hơi thở, mình niệm hơi thở đó mà mình niệm theo cái kiểu mà thiền thiền chỉ thì không có quán được gì hết, bởi vì thiền chỉ là nó đưa tới cái tâm nó dính ở trong cái niêm mít, niêm mít của cái người mà ấy đó. Thí dụ như mình nhìn cho nhà để mình coi hơi thở ra vô, tự nhiên nó có cái niêm mít giống như là khói vậy đó. Thành ra mình không thấy được gì ngoài trừ những cái niêm mít đó mà của thiền chỉ mà thôi. Thì bây giờ khi mình hết vô hết ra vậy đó, thì thường mà muốn cho nó chắc ăn thì mình phải nhìn vào cái điểm tiếp xúc. Thì trong cái điểm tiếp xúc đó, nhiều khi mình cảm thấy thoải mái hay cái gì gì đó, thì mình chiếu vào cái quán thọ trong tích tắc đó mà thôi. Bởi vì nó sanh là nó diệt cho nó đâu quấy được nữa. Chứ còn mình ngồi mình coi cái xúc chỗ cái mông nó như này này là mình không thấy quán thọ được. Bởi cái chỗ đó là cái sắc nó xúc vô cái sắc thần kinh mà liên hệ tới cái sự xúc chạm của mông, tức là sắc thần kinh thân đó. Thì mà khi thần kinh thân thì đồng ý nó đưa tới hai cái thọ là thọ khổ với thọ lạc đi, nhưng mà nó nhanh đến nỗi mà cái thọ khổ thọ lạc đó, nó chỉ nhận được bằng cái lộ thân mà thôi, lộ nha thân á. Mà cái lộ thân là lộ ngủ, một trong năm cái lộ đó là ngủ. Lộ ngủ không thể dùng nó để hành thiền minh sát được, quý vị nên nhớ vậy đó. Hành thiền minh sát là phải dùng lộ ý chứ không thể dùng cái lộ ngủ được. Ví dụ như mình cái sắc mà nó xúc vô cái sắc thần kinh mắt, cái mà nó thấy cái thấy đó là do thực tinh pháp nó thấy chứ mình không có thấy, nhớ vậy. Bởi vì nó xuống hết cái lộ trình tâm, là nó qua một vài lộ trình tâm khác, vài tỷ lộ tâm khác mình mới biết mình thấy cái gì, mà mình thấy thằng cái thằng của lộ ý chứ không phải thấy thằng của lộ ngủ. Bởi vì lộ ngủ khi mà nó phát sanh nó nhận được có một chấm thôi, mình quan sát cái hơi thở, quan sát cái gì nó chỉ nhận từng chấm, nhiều cái chấm vậy là nó mới thành cái gì đó, thì lỗi nó mới nhìn vào cái đó này, nó biết cái đó là cái gì đó. Thành ra nếu mà ngồi mà scan từ trên dưới cũng không thấy gì, mà ngồi như thế thì cũng không thấy gì cả đó. Nó rất nhiều chuyện trong đó, thành ra phải tới tìm thì vị thiền sư thứ thiệt mà sẽ hỏi, và hỏi thì họ sẽ giải thích cho nó đàng hoàng. Chứ còn nếu mà mình đọc những cái đó nhiều khi mình hành không có được, nó còn làm cho cái tâm mình nó như là nó dao động hoài, không biết thì sao chúng sao trật, nhìn sao cho nó được, nhìn sao nó không được ha. Mình tìm cái vị thiền sư thứ thiệt để học hỏi với cái mấy cái chuyện đó, bởi vì nó rất là vi tế, không phải dễ thấy đâu. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức và toàn thể đạo tràng. Không biết Nguyên Như, các Nguyên Như đang lái xe, Nguyên Như còn thắc mắc gì không ạ? Dạ, trong khi chờ đợi bàn tay của Nguyên Như. Rồi, dạ xin đạo hữu thăm má, dạ chờ chút xíu để Nguyên Như đặt câu hỏi rồi Nguyên Trang sẽ đọc câu hỏi ạ. À. Dạ con xin xuống mic, kính mời Nguyên Như. Dạ sa thú chị Nguyên Trang. Dạ con xin kính tri ân ngài câu trả lời hồi nãy về cái câu hỏi về cái thọ.
Dạ bạch ngài, khi mà hồi nãy ngài mới vừa nói là khi cái những cái quán niệm hơi thở đó mình có thể dùng trong cái định mà mình cũng có thể dùng trong cái quán. Bạch ngài, như vậy á, khi mà tụi con dùng trong hơi thở trong về cái quán á, thì mình sẽ mình tập trung cái chỗ mà sự sự xúc chạm giữa cái hơi thở và cái đầu mũi của mình. Còn nếu mà mình tập trung về định thì mình không có nên để ý vô cái chỗ xúc chạm đó, phải không ngài? Từ cái nếu mà mình để ý cái tính chất đó thì đó chính là cái đề mục thiền quán rồi, nó không phải là thiền định nữa. Và xin ngài có thể giải thích cho Nguyên Như và đạo tràng rõ là chỗ này bạch ngài. Dạ con xin chân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy dạ. Kính bạch chư tôn dạ, kính thưa chư quý vị. Mình hành theo thiền chỉ thì mình chỉ không có để ý hơi thở thôi. Còn hơi thở nó như thế nào kệ nó. Thì thấy thời vô đếm là ra đếm hoặc là thấy thấy cái kiểu gì đó. Thì trong thanh tịnh đạo chỉ rõ ràng lắm. Nhưng chỉ thấy kiểu đó thôi. Còn cái khi nào mình hành thiền quán đó, mình phải dựa vào cái điểm nào mà cái đó nó xúc vô để mình có thể mình nhìn mình thấy cái khác. Thành ra trong tương ưng niệm xứ mới có tới 51 bài kinh là vậy. Thấy rất nhiều cái góc cạnh của nó, thấy rất nhiều cạnh đó, thành ra lúc đó mình mới 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 đi theo cái điều kiện đó mà ông thiền sư ông sẽ chỉ cho mình cái nào nên giữ cái nào nên bỏ, bởi vì đối với thiền thiền sinh thì nếu mà thấy cái nào phải phải thấy hết cái chuyện nó không thể xảy ra được, nó nhanh lắm trên không ấy đâu. Thành ra đó lý do tại sao mà khi mà hành cái đó đó thường thường đó trong thiền minh sát đó, nghĩa là hơi thở dài thở ngắn hay cái gì đó không có, cái gì nó nhớ chuyện nó không có, bởi vì cái đó là chế định, mà cái thiền minh sát là có thực tính pháp là đối tượng chứ không phải có chế định. Hơi thở dài ngắn cái đó là chế định hết đó, mà thay vì trong 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 thiền chỉ mình nhìn hơi thở dài ngắn để mình thấy cái những cái niêm bích thuộc về thiền chỉ, nhưng mà trong thiền minh sát cái hơi thở dài ngắn đó là không có không 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 có thể không thể quan sát được, mà mình chỉ quan sát cái chuyển động của cái chất gió mà thôi, nhớ chuyện đó. Đó. Bởi vì trong cái thiền minh sát mà cái tệ đầu tiên là tệ thấy danh sắc chứ không có tệ nào thấy chế định đó, đó. Nên khi mình vô mình nói quan sát là thấy này thấy nọ đó là hơi thở vô dài biết hơi thở dài nói cái đó là không phải thiền minh sát rồi. Anh nhớ cái chuyện đó. Đó. Mình chỉ thấy cái chuyển động của cái chất gió phát sinh vào tâm, bởi vì tâm nó kích thích làm cho hơi thở ra vô đó thì chất gió sinh cho tâm, mà khi chất gió phát sinh cho tâm mà quý vị biết một lộ trình tâm nó nhanh ghê lắm, mà ở đó không đâu mà quý vị biết dài ngắn đó, là đó. Trong thiền minh sát không có vô cái dài ngắn nóng hay lạnh gì đó, mà chỉ thấy sự chuyển động của chất gió phát sinh cho tâm mà thôi. Tiếng Bali gọi là chỉ tại trả qua vô thà tù, chỉ thấy cái đó mà thôi. Rồi thêm cái gì nữa là cái gì nên hỏi dựa theo thầy sư trình pháp để ông trả lời cho quý vị đó. Chứ còn cái chuyện mà phải vậy này, giống như một số sách nó nói thì quý vị cẩn thận. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ con đã thấy Nguyên Như kính tri ân ngài rồi ạ. Và sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Thamma Nanda. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post câu hỏi ạ. Cho hỏi một người cư sĩ và một người tu sĩ phạm giới như nhau thì tội người nào nặng hơn? Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính nhân đức lời cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Cái đó là tùy theo cái giới cho làm sao ấy được. Đối với ngũ giới thì ông sư nó, đối với ông sư thì ngũ giới nó nhẹ tại vì ông sư có thể sám hối được, còn đối với người người đời thì không được, phải xin lại, bởi vì đức là đức luôn chứ không có không có vụ ấy. Tùy theo cái loại giới nào chứ không ấy đó, chứ không ấy. Nghĩa là nói trắng là ngũ giới của cư sĩ là đụng vô là đứt hết á, chứ không có giải của về chư tăng thì chia ra nhiều cấp lắm.
có giới hạn khác nhau, giới hạn có thể sám hối, giới hạn không thể sám hối, giới hạn phải đi ở tù. Mình nói ở tù là nói gì đó, tức là đi vô tội cái đội đó phải hình phạt bao nhiêu tháng tùy theo, chứ không có ấy, không tùy. Tà dâm nó có nhiều cái chi lắm chứ không phải, nghĩa dụ như tại vì nghĩa là tà dâm á, đối với chư tỳ kheo có thể bị tà giới nặng đức giới cho tới giới đi đi ở tù cho tới giới sám hối được, mà tùy theo cái chuyện ấy nó có nhiều chi lắm chứ nó không phải như vậy. Là một cái thời gian Nam mô Bích Thai giá. Dạ con một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo trang. Dạ con xin đọc thêm một câu hỏi số 2 ạ. Trong tứ quán niệm xứ nên quán thân trước thọ tâm và pháp phải không? Có cần phải theo order không? Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn ngày dạ kính thưa chư quý vị, tổng bất cứ một đối tượng nào phát sanh nó đều có bốn cái điều kiện để mình quan sát, tức là thân thọ tâm pháp cả, nhưng mà tùy theo cái cá tánh của chúng sanh đó, chúng sanh nó thu lại cá tánh tệ hay là cái gì gì đó thì tùy theo. Cái thứ hai đó là khi mình quán bất một một đề mục nào đó thì những cái đề mục khác nó vẫn liên quan tới ba cái kia, mà mình có khả năng quán hay không thôi, chứ nó không có phải đi từ thân thọ tâm mà không có. Nhiều khi mình quán một cái thôi thì nó có thể nó liên hệ tới bốn cái kia, mà liên hệ tới cái nào mà cái tâm cái lộ tâm của mình đó, nó có thể nó quan sát một cách chắc chắn thì mình theo, còn nếu nó quan sát không chắc chắn thì bỏ qua, chứ không có là lạng dạng ẹo eo lại trước mặt mấy cái đối tượng đó được. Nghĩa là bất cứ đối tượng nào đều có cả bốn như vậy cả, cái cách quan sát tùy theo cá tánh và theo cái khả năng của mình. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu Thâm Mát Nanh Đá đã xa thú, con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Trong khi chờ đợi, để con thấy hình như có con. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ kính thưa ngài, con có một thắc mắc nữa ạ. Mà kính ngài chỉ dạy cho con. Dạ khi mà mình nói về cái ba la mật đó ngài thì giống như là mình ngồi thiền, dạ con có thắc mắc là mình ngồi thiền thì cái thiền đó cũng là mình cũng con đọc là khi mà trong ba la mật thì có trong đó thiền, tại vì trong trong thiền là nó có mình đang là hành cái nhẫn nại rồi metta rồi nhiều cái ở trong trỏng thì cái đó có gọi là ba la cái đó gọi phải là mình khi mình thiền là mình đang build up cái ba la mật không ngài, và cái ba la mật đó thì mình hành thiền mình có cần cũng phải nguyện không ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy giá kính bạch chư tổ hiền giả kính thưa chư quý vị. Ba la mật nó có 10 phần, mà phần nào mình làm nó rõ ràng nhất là phải dùng cái phần đó nguyện, chứ không thể là nguyện lần 10 ba la mật được. Mình hành thiền nó có nhiều cái chi pháp trong đó, mà coi chi pháp nào mà nó ứng dụng trong cái buổi hành đó, cái buổi làm việc đó nó rõ ràng nhất thì dùng cái chi pháp đó để nguyện. Chứ không 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 muốn nguyện sao nguyện gặp gộp đâu có được. Nếu mà nguyện gặp gộp thì Đức Phật kể là 10 cái ba la mật làm gì đó, thì tùy theo đó. Ví dụ mình hành thiền tiếng hồ đi tới chừng ra mình coi những cái pháp nào mà nó liên quan tới pháp đó, cái pháp mình hành mà nó rõ ràng có năng lượng nhất thì dùng cái đó nguyện đó. Hoặc là mình nguyện trước, nguyện ngày hôm nay là tôi ráng cố gắng tôi tinh tấn để tôi làm cái gì gì đó, thì sau đó dùng cái tinh tấn để làm cái đề mục cho mình nguyện được, thì theo mình, chứ không phải là vô đó rồi nó tùm lum hành thiền, nó có cái chục cái nào cũng mờ câm mờ nặng yếu xìu hết, mình lấy gì nguyện. Nam mô Bổn Thầy á.
Sa thú, sa thú. Dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Ngài đã chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ. Sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, sa thú bàn tay của Sister Hà Nguyên Trang kính cẩn bích lại ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông, Ngài Trí Đức và đạo tràng. Dạ thưa Ngài, Nguyên Trang có hỏi về cái nguyện đó thưa Ngài. Với con có, hồi tuần trước Ngài có nói là tu nguyện để đắc được cái thánh đạo đầu tiên đó Ngài thì phải cần 100.000 kiếp. Nhưng mà 100 kiếp đây là nói về liên tục tu tập, nếu mà được thành người và thành trời thì thiên đó, thì bất kỳ mới là tính là thành một kiếp tu tập phải không ạ? Dạ, cái con xin trao mic lại cho Ngài. Nam mô Phật Tha Gia Kinh Bạch Châu Tèo Hoàng Giả Kinh Bìa Châu Quý Vị. Thằng thường đó là mình làm người thì mình nguyện có cơ hội nhiều chứ còn quá mấy cái cõi khác hiếm lắm. Mấy cõi khác thằng thường đó là họ tu từ nhiều đời nhiều khác khác mà không ấy ra, nhưng mà tới lúc mà Đức Phật mà xuất hiện đó thì họ về họ thính pháp rồi nguyện cái gì gì đó, là cái chuyện đó là chuyện chỉ có Đức Phật với họ biết thôi, chứ trong kinh điển cũng ít nói tới, đều nói là có đối với bài pháp đó thì có bao nhiêu chư thiên đắc này kia, thì một số cái bài kinh mà nó quan trọng thì chú giải ta có giải thích cho mình biết vậy thôi, chứ còn cái chuyện đó là mình tính mình đi chứ tính chư thiên chư đồ gì tính con người nè. Bởi vì con người thường thường gặp Đức Phật rồi mình mới biết là pháp viết pháp nó như thế nào thế nào thế nào đó, chứ còn không mình làm sao mình biết là nguyện. Còn nếu mình sanh ra cõi khác thường thường đó, nghĩa là nó trắng ra rồi mình nghĩa là đã tạo phước từ nhiều kiếp mà mình có mấy có khả năng mình xuống mình nghe pháp Đức Phật chứ không phải đâu có nhiều. Làm người khó gặp Phật không khó mà gặp con vậy chứ đó. Nhưng mà có một số cái Đức Phật kia thì cái số người mà nghe pháp Ngài đó là từ nhiều kiếp họ họ đã có cái giao duyên với Ngài rồi, thành ra mới vậy thôi. Nghĩa là nói trắng là kiếp là tính là kiếp trái đất đó. Là mình phải liên tục vậy đó, chứ không phải là ôi kiếp này rồi nghỉ chơi ấy vài ba kiếp sau. Quý vị nên nhớ đó, quý vị mà nghỉ chơi một cái đó không ai bảo đảm quý vị gặp lại Phật pháp nó nhanh rồi đó. Đó. Bằng chứng là cái trái đất này bốn vị Phật rồi đó. Mình gặp được cái gì này thôi, bởi lý do những gì trước mình chắc chắn là mình không có gặp Phật. Mình gặp rồi mình cũng sanh làm người nghĩa là ở biên địa chứ không được có việc nghe pháp. Chứ nếu mình nghe pháp liền hay là mình hành pháp với bốn cái vị Phật, ba vị Phật kia tới vị Phật này, nhất là mình cũng được gì. Chứ mình giờ không được gì hết là tại sao? Kiếm nào tu nháp đó thì làm sao mà được những cái món ngon mới được đó. Thành ra khi gặp Phật pháp mình ráng học càng nhiều càng tốt, học là nguyện thì kiếp sau mình may ra mình gặp tiếp. Ít nhất là bây giờ rồi mà mình không trực tiếp qua Đức Phật, nhưng ít nhất còn học trò đệ tử Ngài Phật Kinh Văn cho tới 1-2 ngàn năm nữa, rồi sau đó mình chờ cả tỷ năm nữa ngày kia một ngày mới ra đời, chứ đâu phải dễ đâu. Thì cả tỷ năm đó là mình lang thang mấy cái vùng mà những cái đạo khác và cái tôn giáo khác nó có năng lực đó, thì mình cũng cứ đi theo đó. Thành ra mà tối ngày là mình cái lang thang bốn ba cõi sáu đường hoài là vậy đó. Thành ra kiếp này mình gặp được mà mình vẫn còn nghĩa là vui chơi nhiều hơn mà học Phật pháp thì mình cứ biết mình như thế nào rồi khỏi được bàn. Nam mô Bích Thầy vậy. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy Sắc Hà, sa thú, sa thú, kính tri ân Ngài. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Tham Má Nanh Đá. Ở bên miến, quý sư không nhận tiền cúng dường, đó có phải là giới của Đức Phật? Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mít lại cho Ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tông, kính thưa chư quý vị, thật sự tiền bạc vàng bạc gì Đức Phật không có cho chư tăng dính vô.
Nhưng mà bây giờ đa số những cái nước mà họ còn giữ được đó, là những cái nước theo Phật giáo truyền thống thứ thiệt nhiều đời tiếp nhiều năm rồi thì họ giữ được. Còn một số cái quốc gia khác cũng có Phật giáo nhưng mà không giữ được. Lý do mà chư tăng không có giữ được đó là tại vì cận sinh nam cực nữ không có biết cái nhiệm vụ của mình. Mà đó nhiệm vụ của cận sinh nam nữ là hộ độ đi để người đi tu có khả năng tu. Mà đã không hộ độ thì làm sao mà chư tăng mà không có cần những cái đó được. Thí dụ như bên Việt Nam đi, chư tăng phải vô bệnh viện phải trả tiền. Đi làm gì cũng phải lên xe xuống cho ngựa đều trả tiền hết. Thì như vậy thì nếu mà không nhận thì làm sao tu được, thì cũng chỉ nước xả y thôi, khỏi tu luôn. Bên Thái bên Miến Điện à, nhà thương tăng thì chưa tăng vô là chữa free, không có lấy cái gì hết. Buổi sáng rồi mình bác đi vòng thì có đồ ăn, còn những cái khác cái gì mà liên hệ tới đời sống ông sư thì ông sư có người dân hết á, ông sư không có phải đi tìm đi đồ này kia thì người ta mới có thể người ta giữ cái giới trước Phật cho nó trong sạch được. À, như chùa bên Thái đâu phải trả tiền trả tiền điện gà tiền nước gì đâu. À, đó. Chứ cái xin nam người nữ họ còn người họ lo không đủ thì chính phủ cái nhà tôn giáo phủ nó xuất tiền nó lo hết, thành ra chư tăng ta mới có khả năng trong sạch để ta tu. À, còn bên đây à, bệnh là đủ chết rồi chứ đừng nói ấy gì đâu, bởi vì chính phủ nó đâu có lo, phải không? Thì mới hiểu cái chuyện đó, bởi vì giáo pháp mà đứng vững nhờ hàng tứ chúng, tu sĩ nữ tu sĩ, cận sinh nam cận sinh nữ, mà hàng tứ chúng không làm đủ nhiệm vụ của mình, không biết nhiệm vụ của mình là gì, thì dĩ nhiên chư tăng là phải tìm cách để họ sống, thành ra giữ những cái giới mà nguy hiểm cho cái đời sống khỏe mạnh họ còn ráng họ giữ, còn nếu không phải thì họ phải dựa vào họ muốn tu thì họ phải ấy, nhất là không có được gì trong kiếp này, bởi vì có những cái điều kiện mà không âm nổi cái chuyện đó thì ít nhất họ cũng tạo được những cái thiện pháp để sau này họ có thể họ tiếp tục được cái đời tu. Đó. Thành ra đừng có thắc mắc cái chuyện giữ tiền không giữ tiền, hãy thắc mắc chính mình đã hiểu lực của ông sư hay chưa, lực bài sư hay chưa. Nên, mình đâu có khuyết điểm thì mình không nên nhìn lỗi người khác. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính trân ngài đã giảng dạy câu hỏi của đạo hữu ạ. À. Dạ, con không biết là dạ con đã thấy đạo hữu thăm má sa thú ạ. À. Dạ, sau đây con thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh, dạ sa thú, dạ con kính gửi bích lại cho cô ạ. À. Dạ, sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Thâm Mã Nanh Đá. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Nguyên Trang đã làm thị giả cho ngài. Dạ con nghe câu hỏi này con phát sanh ra một cái ý nghĩ nên con hỏi ngài để một chút không mất ý nghĩ. Dạ nhưng mà nếu ở trong đạo tràng có vị nào cần hỏi cứ đưa bàn tay lên, Nhật Quỳnh xin nhường. Dạ và có câu chết chát thì Nhật Quỳnh đọc nhường lại cho Nguyên Trang. Dạ bạch ngài, à, con nghe cái câu hỏi về tiền bạc con thấy có cái vấn đề con cũng khó nghĩ lắm bạch ngài, giống như ngài nói ở Việt Nam là giờ mà quý sư mà không nhận tiền giữ theo đạo của Đức Thế Tôn chỉ dạy thì xe cộ rồi bệnh hoạn rồi này kia, tiền 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 không, mà không có tiền thì làm sao, chỉ có chết thôi chứ còn không làm sao. Mà nếu chết rồi thì ai mà còn còn cái đạo để mà tu, biết gì là Đức Phật dạy mà tu. Nhưng mà con thấy một điều, con thấy có nhiều vị ấy, một ngày giữ cái hạnh không giữ tiền, dạ. Nhưng mà nhận đất rồi là nhận cái gì đó con không biết, nhưng mà nói là đã cất được cái này, được cất kia cái nọ. Thì cái điều này làm cho con rất là khó hiểu. Bạch ngài, ngài giải thích giùm cho con phải hiểu như thế nào bạch ngài. Con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị,
mình cái gì đâu không hiểu. Sư đã nói rồi, tại cần nhìn ra quan thử không có làm hết cái bổn phận của mình. Ngay cả bên Thái cũng vậy chứ không phải không đâu. Nếu mà nói đó cần đang qua đi Việt Nam thì nó không có đúng, ngay cả cần chừng nào nữ của Thái vậy đó. Bởi có nhiều khi người ta biết không có theo, người ta không có theo như chúng tôi đó. Hồi chúng tôi qua Thái, chúng tôi kể về nghe là năm 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 đầu chúng tôi không có giữ tiền, không có gì đó. Tới năm thứ sáu đường đi đi học xỉu, chúng tôi có bệnh từ nhỏ lớn là bệnh gọi là phát ao, đường đứng như là mồ nóng, đường đứng như mặt mày tối tăm như cái xỉu. Thì bên Thái nó thấy ông sư xỉu đứng ngoài trạm xe buýt xỉu, đem vô bệnh viện mà nó không có chở vô bệnh viện nó tăng hay bệnh viện chung. Nếu chở vô bệnh viện chung của Thái thì nó cũng không có lấy tiền, mà nó chở vô bệnh viện tư tại gần đó, nó thấy kêu không ơi ơi kêu đó. Thì nằm đâu có ngày mà nó tính tiền Thái thì nhiều 4.000 mấy, nó mà tính tiền ấy thì tiền của Mỹ thì khoảng 400 thôi. Thì nó hỏi tôi đâu, tôi nói cái chùa tả, cái nó nói nó ghi cho tôi cái giấy, nó nói là nếu mà ông có thí chủ tức là cái người hộ độ mình thì đưa cái này cho đó. Mà mình là ông sư quốc mình đâu có quen thí chủ nào đâu đâu, mình đã về xuống tôi nói với bà hội trưởng của cái chùa, bà trưởng hôm đó nó có cái hội, cái bà hỏi cái gì cái sư nói vậy, sư nói là tôi sẽ nhờ bên bên Mỹ gửi về cái tiền nhờ cái bà nhận giùm để đi trả tiền bệnh viện vậy đó. Bà coi cái bà nó thôi khỏi sư cancel cái vụ kia đi, cái này rồi ở đây ta lo cho. Thì chưa tại bà nói chúng con biết cho biết chúng con lo rồi chứ không phải đợi thì chưa phải liên lạc đây đó, đó không ạ à. Và cái bà gọi thợ kêu bà nói là chùa sẽ thanh toán là xong tới giờ đó. Thì nó có những cái điều kiện mà mình thật sự ra bây giờ những điều kiện mà không bị cái đó là không được. Thành ra bên Thái hay bên Miến Điện nó mới có cái tục lệ, giờ nhiều vị sư không có giữ tiền là nó có tục lệ ông sư tỉnh cầu, mấy người Phật tử tỉnh cầu nói con xin dâng sư bạch trợ giá, tức là thế tứ vật dụng đó. Cái số tiền thế tứ vật dụng là bao nhiêu đó, thành ra khi nào sư cần sư gọi cho con hoặc là sư ra ngoài chỗ đó sư mua đi, rồi sư nói với họ gọi cho con cái số điện thoại nó ghi đàng hoàng, là kêu cái là lời thỉnh cầu đó. Tiếng Thái nó gọi là bài đi ca, thành ra nó mình cắt cái đó thôi, rồi đi đâu mình cần cái gì thì mình làm vậy thôi chứ mình không có đụng tới tiền đó. Nhưng mà cái khổ cái đó là mình nếu mình tu đàng hoàng thì mình không có sợ, nhưng mà bây giờ nó mà nói chứ có nhiều sư có thí chủ vào cái cell phone đồ này kim sùm ở cell phone là nó không thèm tu ngày tu ngọ, nếu mà không có nhận tiền là chết nó, thành ra nó mới tật lất nhiều chuyện là vậy đó đó. Nhiều ông sư bên Thái thì hồi bây giờ cũng vậy, nó có nhiều ông sư đó ông cầm cái tờ tiền Thái ông không biết là bao nhiêu á, rồi cả đời tu ông tu từ nhỏ lớn bây giờ đụng tiền ông đi ra đâu vậy, có gì là ông chuyện có thể ra ông mà thấy người Thái họ họ biết nhiều chuyện chứ không biết là mình sống con chết. Tự nhiên chiều 1-2 giờ có ông sư ngồi mình bán đứng trước cái tiệm thuốc bác à, tiệm bán thuốc đó. Thái nó biết liền ra nói ngài cần gì, ngài chỉ nói tôi bị ngứa mắt là nó vô nó đem thuốc nhỏ mắt ra nó dâng liền đó. Nó biết chứ không phải không biết, chứ bởi vì ông sư đi giờ đó là trật, đi ôm bịch bát đi giờ đó đi xin là trật rồi, nhưng mà xin những cái không phải là vật thật thì vẫn chấp nhận được như thường đó. Họ biết chứ còn nếu mà ở Việt Nam chắc là bị chửi rồi, ông sư này cũng không biết giờ này sao mà xế chiều rồi ngộ bình bắt ở đâu vậy, thấy không? Thành ra nó có những cái mà mình phải hiểu là nó ngoan là cư sĩ gần sinh quyền nữ, cái dùng nào mà không có biết được cái điều kiện của ông sư đó thì cái dùng đó ông sư cũng khổ ghê lắm chứ không phải dễ đâu, khổ lắm. Còn cái dùng nào mà cận lao mình đến học hỏi đàng hoàng biết cái nó lo cho ông sư, là ông sư sống tu hành rất là khỏe cả đời không không biết các bạn nào vẫn sống an vui như thường. Nam mô Bích Thái á,
Nên bây giờ quý vị nếu mà thích hậu độ gì nào thì cũng nên làm đó, mà chắc chắn là chúng tôi sợ họ không chịu. Bởi vì dân mà nói chị ra mua cho tôi cái chè phân 11 thì là có chuyện ạ. Nên đó thôi, thôi khỏi, để họ dân tiền phạm giới là mà có đâu dài nó không có thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Sang Thầy, Nam Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá, và con kính đảnh lễ ngài Lý Tông và ngài Trích và Đạo Trang. Và thưa ngài, sẵn con Nhật Huỳnh có hỏi đó thì con mới sực nhớ ra, có lẽ tụi con đúng là hàng Phật tử nhưng mà vẫn không học, không biết được là những cái điều luật để support cho các vị sư đó thưa ngài. Thì vậy tụi con muốn tìm hiểu những cái điều luật đó thì đi đi học ở đâu ạ thưa ngài, ở trong kinh nào và luật gì ạ? Dạ xin ngài chỉ dạy. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Cái gì không biết thì cứ tra Google, vô trong Google đánh ra chữ luật của tỳ kheo tăng nam nguyên thủy, lực của nữ tỳ kheo bắt truyền diện trùng, nó có hết á. Ráng vừa có đọc đi, đọc để hiểu, thì trong đó nó có liệt kê luôn ông sư được làm gì, không được làm gì, và nó cũng có liệt kê sự hộ độ của cây sinh nam vượng nữ để nên giúp như thế nào, chứ không phải không có hết á. Chúng tôi nói trên đùm này rất nhiều lần là tại vì quý vị không chịu nghe, không chịu làm thôi. Bởi vì mình tới chùa mà mình không biết luật ông sư á, biết luật bà sư á, thì nếu gặp tà sư ác hữu là nó tó mình chứ không được, không có chi mà tránh khỏi đó. Bởi vì cái đó là Đức Phật dạy cho hàng tới chúng để duy trì được giáo pháp đó. Chứ còn không chứ là sao mà mình sợ gì. Họ nói mà quý vị có người nói mà quý vị đừng nghe lời nói của họ rồi theo là quý vị tiêu luôn. Có người nói là ta hâm cận sinh nam vương nữ, đừng có đọc luật của ông sư, luật bà sư, đọc vô mù quát. Quý vị đừng có nên lặp lại câu nói đó, biết tại sao không? Quý vị chửi cha mắng mẹ còn có cơ hội để sám hối, chứ còn quý vị nói câu đó là tội nặng gật bằng ngũ nghịch đại tội, bởi nói câu đó tức là phỉ báng giáo pháp. Mà phỉ báng giáo pháp đồng ý, đồng nghĩa với phỉ báng Đức Phật, tại vì cái lời đó là lời Đức Phật nói ra, chứ không phải là ai nói. Tăng lực của tỳ kheo, tăng lực của nữ tỳ kheo, Đức Phật nói ra chứ không ai nói đó. Mà Đức Phật lời nói, Đức Phật nói ra mà mình đọc rồi mình mù quáng cái thiền đó là phỉ báng Đức Phật đó. Thì nên đừng có tin mấy anh cha trời đâu có, họ dịch ra tiếng Việt hết rồi đó, học đi ha. Bởi vì cần sinh đăng quyền sinh nữ, nhiệm vụ là gì? Học pháp, hành pháp, hòa hộ. Cái gì không hiểu cái gì lấy gì hộ, nó vô ông sư biểu gì là mấy biểu đây chùa này ăn chay thôi trốn ra rồi đi. Rồi lên cho người ta mua gì mà chùa này ăn chay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy xuất hà, con hiểu, kính tri ân ngài. Dạ cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi. Con thấy đồng hồ chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Thâm Má Nan Đá. Nếu con của con là tỳ kheo, vậy cách xưng hô của người cha với vị tỳ kheo đó như thế nào, và con có quỳ đảnh lễ con của con không? Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn ngài, dạ kính thưa chư quý vị. Ở vùng nào thì quý vị tới vùng đó hỏi cái nó có một số cái liên quan tới cái phong tục của xứ đó. Chúng tôi thì học hồi xưa học ở Thái hoặc ở Miến Điện, thì nó có cái danh từ riêng để cho cái người con mà tu đó, gọi cha gọi mẹ,
nó có chữ dồn 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 tức là giống như là người hậu độ của ông sư vậy đó. Nên, còn bên Việt Nam hay miền thì chúng tôi không biết lần nào quý vị hỏi nhưng nó cũng có. Và khi là gọi là tùy theo gọi sư gọi gì cũng được, cha mẹ gọi con là sư là gì cũng được, nhưng mà nghĩa là ở Thái á, thì thường thường cha mẹ đôi khi phải lại đứa con là tu sĩ đó, nhưng mà thường thường đứa con không cho lại đâu, nó không cho lại. Nhưng mà theo thì chúng tôi thấy mỗi lần mà về đó, hồi xưa chúng tôi có lần cũng đi theo ông bạn là ông sư, vô cái giường ngồi xuống cái ông già bà già quỳ xuống quảng hồn, tôi nhảy qua cái rộng quên quên mình ông sư luôn. Hồi xưa chưa bao giờ mình nghĩ cha mẹ của ông bạn này chắc giống cha mẹ mình ngồi kỳ quá, mà giờ làm sao giờ là không kịp. Còn cái ông sư kia, ông sư Thái thì ông đưa tay ông đỡ đỡ về. Rồi già ông già bà già nói đừng 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 vậy thôi, không họ không có lại. Nhưng mà kêu thì cũng kêu sư, kêu thì kheo, rồi không có kêu thì kheo thì sư hay là gì thì không có kêu con đó. Nhưng mà cái đó là tùy theo phong tục mọi thứ, nhưng mà thường thường nếu chứ con là người tu thì không có lại cha mẹ, đó là theo luật luật Nam Mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con đã thấy đậu hũ thăm má đanh đá đã sa thú ạ. À. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng à, cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. À. Dạ con kính mời quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Dạ, con thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh. Sa thú cô. Dạ, con kính gửi mic lại cho cô ạ. Kính cảm ơn Nguyên Trăng. Nam mô Bích Tha giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ lúc nãy con thấy có cái câu hỏi nói về ngài nói là bà sư. Ngài trả lời là bà sư. Thì con nhớ ngày hôm qua con có nói chuyện với một vị cũng về cái vấn đề bà sư. Ngài cho con hỏi thí dụ như ở Việt Nam. Cái này tại vì con với người đó hỏi qua hỏi lại mà con thắc mắc mà con cũng quên đi. Lúc nãy nghe ngài giảng thì con mới nhớ lại. Thì mà ngài như ở Việt Nam đi, có một cái chùa mà cái chùa đó thì nói kêu mấy người Phật tử thường đã kêu bằng ni sư. Ni sư thì con đã từng thấy những vị này mang y đắp y giống như chư tăng Nam truyền và mang bát, nói chung là hình tướng của một vị tăng. Thì chúng con thắc mắc với nhau á, là thí dụ như con đi, con mà tới cái chùa đó, con hộ độ, con cúng dường, con làm lễ dâng y cho những vị ni sư đó, thì theo như ngài là cho con biết là theo cái giới luật là chúng con có phước không hay là chúng con có tội nhiều hơn có phước. Lý do là như quý ngài đã nói là 500 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn thì không còn có cái giới này nữa, mà bây giờ mình hộ độ cho người ta làm những cái việc tăng trưởng lên, ví dụ như mình cất chùa, mình xây chùa, mình làm những cái thứ gì để cho cái chùa đó được tăng trưởng như vậy, và mình có phước hay là mình có tội, bạch ngài. Con kính nhân mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bích Tha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, kính thưa quý vị, tội cũng có mà phước cũng có. Nếu mình nghĩ nơi đó là nơi để có thể là dạy dỗ Phật pháp mà cho người hành thiền, mình tới học học thiền học đồ á, cái sự giúp đỡ đó thì không sao. Nhưng mình giúp đỡ của những vị mà gọi là ni sư đó thì cái đó có tội. Bởi vì trong cái hệ Phật giáo Nguyên thủy hay Nam truyền là không có tu nữ,
Chỉ có tu nữ chứ không có nghe là nữ tỳ kheo, nhớ không có nữ tỳ kheo. Nhưng mà con cái Việt Nam đó, hồi xưa bên bên Tích Lan nó khởi sự cái đó thì chỉ có một số nước nó ủng hộ thôi, nhưng mà đa số mấy nước lớn như Thái, Miến Điện, Hải Miên, ngay cả Lào nó cũng không chấp nhận. Thì có một số nước nói một số nước là nước có cái hệ thống của Bắc truyền nói theo thôi, kêu gọi theo. Thành ra đó là cái điều mà làm cho Phật giáo nó chia năm xẻ bảy, mà mình giúp đỡ thì là mình cũng là cái động lực như vậy. Thành ra nó mệt lắm, thành ra tốt nhất là kiếm chùa người nào tu hành đàng hoàng, có giới học đàng hoàng thì nên giúp mình làm phước để mình tạo phước cho nó chắc ăn. Chứ còn cái mà nó chưa thành, chưa cái thành quả nó chưa ấy, bởi vì tỳ kheo đó muốn tu đó là trước hết là phải có cái bà nữ tỳ kheo cho thọ tám trọng pháp, rồi sau đó mới cho tu thọ tám pháp 2 năm, rồi sau đó mới cho tu. Mà đã cái nữ tỳ kheo không còn nữa thì cái chuyện đó không có. Còn ngay cả bây giờ có một số chùa cho người nữ mà tu thành sa di gì đó, nữ nữ sa di đó, hay hay cái đó là trật lắc, trật dữ lắm, bởi vì người đàn ông không thể nào cho đàn bà gái tu nữa. Nên nhớ đó, luật là luật cấm chứ không bao giờ, mà không biết lấy lý do gì mà cho người nữ tu là thành thay kêu xe gì ni. Chúng tôi không có kêu xe ni, bởi xe ni đó là cái tiếp thị ngữ để cho cái biết cái danh từ để giống cái, chứ không phải là ấy gì đó. Thành ra tỳ kheo nữ tỳ kheo cho kêu tỳ kheo ni cho đó là sai rồi. Là người Việt Nam mình đó, cái gì bây giờ có sai đó, cái làm gì có sai, nó sai này mới cũng khiến ni sư đó là cái đông giúp. Bởi vì hiểu theo kiểu đó, ni là nữ mà sư là đàn ông đó, là cái người mà có cả ông dẫn bà rồi trong người đó thì thôi, chứ nghe không đủ đủ rụng rợn chứ đừng nói gì đó. Người đó danh từ mà đặt cái những cái danh từ nó tào lao theo chợt đó, không có nên, không nên đó. Thì nếu muốn tu thì nên nhớ trong giáo giáo của Đức Phật đó. Nghĩa là dù khi mà tu lên tỳ kheo rồi đó, người ta tính theo hạ để người ta kính trọng nhau thôi, chứ nó không có cấp bậc mà không không có gì đó. Thành ra nên nhiều khi đó là mấy sư gặp nhau thì hơi lạng quạng vô xin hô, là Đức Phật mới dạy là người nhỏ kêu người lớn là phàn tê hay là ajasma, người lớn kêu người nhỏ là a vu sổ. Thành ra cái danh từ đó được nhiều nước theo hệ thống nguyên thủy giúp lắm. Thành ra đã được chúng tôi gặp mấy ông Miến Điện hay là sư Thái gì là phàn tê là họ đứng lại họ hỏi mình bao nhiêu hạ liền. Nếu mình trên hạ thì họ xin lỗi, còn hãy mình dưới hạ thì họ chấp nhận cái chữ phanh tay mình kêu. Đó, rất là tiện lợi, không có gì. Còn Việt Nam bài ra nào là thượng tổ hòa thượng này kêu dùng. Việt Nam trong kinh điển có chữ thể ra mà mình hay dịch là hòa thượng, cái đó không có chính xác. Chữ thể ra là cái người ngồi cao, ngồi cao là sao? Vô trong chư tăng đó thì có một cái vị, một là cao hạ, hai là cái khả năng mà thuyết pháp giảng đạo mà xuất sắc đó, được ngồi trên cao lúc thuyết pháp thì ta gọi là thượng tọa, tức là ngồi trên cao. Nhưng mà thượng tọa là một chức vụ, nhớ chuyện đó. Thành ra nếu mà vô nói vậy là mình biết cái gì đó, bữa nay là giảng sư thuyết pháp là ngồi trên cao hết, ngay cả ông cả lớn hạ cũng ngồi dưới, hoặc là tụng tiếu bổn, tụng tiên ngôn rồi này kim sơn đó, là cái gì tụng là ngồi trên cao hết. Bởi vì đang lúc đó đang đi lặp lại hay là trường tụng tụng cái lời của Đức Phật dạy, thành nó được ngồi cao. Cũng giống như giảng sư hay pháp sư lên ngồi chỗ cao để giảng đạo thuyết pháp hoặc là để dạy Phật pháp thì được ngồi chỗ cao, chỗ đó gọi là thể ra, tức là người đang ngồi trên cao, chứ không có nghĩa là thường gọi gì đó. Rồi đi sớm nhau mà cứ gọi hoài tự tư gọi gì không xong hết. Vì thế trong hệ của nguyên thủy thì không có cái gì nên nhớ chuyện đó. Thường bên hệ nguyên thủy tại sao mà kêu sư sư, thì nhiều khi có gặp những ngày lớn
nó là mình kêu sư nó cũng hơi không được kính trọng, là mới kêu là ngài. Ví dụ chúng tôi đây chúng tôi kêu ngài thì trưởng lão chú Rung, hay là hồi xưa gặp ngài Hậu Giác tôi kêu ngài Hậu Giác, hay là ngài Pháp Nhẫn hay gì đó, chứ chúng tôi chứ không có cái vụ mà sư này sư nọ thường đạo hòa thượng vậy đó. Đạo hòa thượng đó là giáo hội của Bắc Tông họ lập ra, rồi mấy ông trong nước phải theo theo cái kiểu cách của họ vậy thôi, chứ tu mà này nọ thì cái chuyện đó nó không hay. Là nhớ chuyện đó. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con đã thấy cô Nhật Quỳnh kính trơn ngài. Dạ kính mời đạo hữu Giang Nhất Hạ. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Liễu Tông, sư Trí Đức cùng toàn thể đạo tràng. Dạ xin chào thầy kinh ạ. Dạ thưa sư, con có một câu hỏi như thế này. Dạ con nghe nói thường nếu mà mình đi đám ma đó sư, mà nếu mà mình lạy cái người chết đó thì là mình bị đứt giới. Nhưng mà thường giống như cái phong tục Việt Nam đó thì con cũng hay đi đám 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 tang đó thì con lạy bàn thờ Phật, rồi con có bái cái bàn thờ linh như vậy đó, thì có ảnh hưởng gì không? Xin sư giảng rõ cái chỗ này giùm con ạ. Dạ con xin cảm ơn sư ạ. Con xuống mic. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch trên tàu hè gia kinh thưa chư quý vị, cận sinh nam sinh nữ thì đâu có sợ đức giới gì đâu, có đức cũng sinh lại phải sinh lại mỗi ngày mà sợ gì. Thật sự ra đường thường chư tăng thì không có lại ngày chết, mỗi cái người chết lại đó. Nhưng mà công số cái truyền thống đó, nghĩa là thầy tổ tức là cái gì thầy tế độ mình đó, lỡ có chuyện gì thì chư tăng có thể lại được, nhưng mà theo luật thì không được. Bởi vì cái người mà vừa tắt thở tức là mất hết cả thân tướng rồi, mất hết những cái gì mà họ đang có rồi, thành ra cái chuyện lại thì không có. Mà cũng không sao, mình lại để mình bày tỏ mình sẽ kính trọng, nếu mình là cận sinh nam cận sinh nữ thì không sao. Ông sư thì họ phải giữ cái lề lối đức Phật đã đặt ra thì họ họ phải giữ, chứ còn cận sinh nam nãy chỉ có năm giới thôi, thì người nào có ân với mình thì mình cứ lại, cái không có gì, không có tu gì đó, đừng có sợ đức giới gì, đức sinh lại gì đâu. Ông sư thì nó nếu mà đức giới lớn của ông sư thì ông sư có phiền não thôi, chứ còn mình là con thương chư sư là không có làm gì đó. Mấy sư đi đến là tới nơi là leo lên tòa cụ ngồi thôi, chứ không có nhúng nhích nữa, cho tới khi nào tụng này xong công việc rồi về bước xuống là đi về liền, chứ không có ngồi lê la đó làm gì mà phải lại phải độ, không có. Mình đã, chuyện mỗi người nó có cái giới hạn của nó, mình là không sao. Cần cho nam người nữ thì cứ người nào có ơn như mình là không được, không sao. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ bạch ngài, hồi nãy con nghe ngài dạy là một cái vị sư cô mà gọi mình là ni sư, rồi nếu mà Phật tử người ta không biết, người ta vô chùa người ta hỏi, người ta theo bạn bè thì người ta gọi theo là dạ sư cô này sư cô kia, thì cái người Phật tử đó có bị mang nghiệp không bạch sư, hay là chỉ cái vị sư cô đó bị thôi? Dạ con xin ngài giải thích cho Nguyên Như rõ cái câu hỏi này ạ. Dạ con xin dâng bích lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy giả kính bạch chư tôn hoàng giả kính thưa chư vị, không có bị gì đó. Dầu rằng người đó có mặc đồ tu như vậy, ví dụ như vậy, gặp ngay công sư như vậy đó, mình biết thì mình chào, còn không biết thì mình xá nghe thôi, chứ cần gì phải kêu sư kêu gì cũng được, cái chuyện đó nó không quan trọng. Quan trọng trong chư tăng nhau, nó quan trọng là để phải cái người mà lớn hơn ba hạ đó, lớn hơn một hạ hai hạ thì không sao, lớn hơn ba hạ là cái vị sư, nhỏ hạ hơn là mình đảnh lễ rất lại đó, chứ không có xá không được. Nhỏ hơn một hạ thì xá, nhỏ hơn hai hạ xá được, nhưng mà nhỏ hơn ba là phải, mà nhỏ hơn ba hạ đó
là phải xin phép mới được ngồi 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 ngang hàng, mới được xem, phải xin phép đàng hoàng. Đó là luật lệ này kia, ông dùng này, người ta mới coi Đức Phật đặt ra, mấy ông sư ông mới mới cẩn thận vậy thôi, chứ còn người đời mà không có thôi vậy đó. À, thì lại cứ muốn làm gì làm chứ đâu có đức, đâu có gì đâu, sợ không có đức gì đó. Đó. Nếu mình nhiều khi mình xuống đó mình thấy mặt họ có vẻ không về lòng rồi thôi mình bỏ đi chứ gì đâu, đừng sợ cái gì đó. Nam mô Bích Thai giá. Dạ bạch ngài, ý cũng như hỏi là chư ni đó thầy, chứ ngài chứ không phải là chư tăng. Ý ý con nói là hồi nãy ngài có dạy là những cái vị sư cô hay là tỳ kheo ni á, thiệt ra là không có tồn tại, mà nếu mà họ lập chùa ra rồi họ tự động họ họ kêu họ là tỳ kheo ni hoặc là sư cô hay là ni sư, thì Phật tử vô chùa gọi những cái vị ni sư đó đó bạch ngài, thì có sao không bạch ngài? Chẳng hạn như con lên con không có biết gọi làm sao, rồi con có bạn của con cũng kêu như vậy thì con kêu theo, thì nó có đúng theo pháp không bạch ngài? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kinh bạch chia tổng, dạ kinh thầy hiểu gì, nó không có đúng theo pháp nhưng mà không có sao, mình gọi theo giống như là lịch sử với đời thôi, chứ bây giờ là tỳ kheo ni nữ, nữ tỳ kheo đâu còn nữa đâu mà phải kêu ni sư ni đồ, không không có còn nữa, mà có tu không có thành, mình nhớ chuyện đó, có tu không có thành, tại vì người nữ tu đó phải qua hai hàng tăng chúng, bên nữ tỳ kheo cho tụng xong rồi dẫn qua ông sư, để ông sư ông đồng ý thì ông tụng tuyên ngôn lần nữa mới thành, còn nếu ông sư không qua ông lắc đầu thì cũng không thành. Cũng giống như quý vị coi cái nền chính trị của Mỹ đó, ông tổng thống đề nghị cái vị gì đó lên làm cái vụ đó, cái đó bên hành pháp thôi, tức là một một chặng rồi qua lên thượng viện ok thì mới thành, mà không ok là không thành. Thì người nữ bây giờ cũng vậy, bên cái hệ nữ tỳ kheo đó họ cho tu xong rồi họ mới dẫn qua bên cái hệ tỳ kheo cho ông sư ông xác nhận cái ông tuyên ngôn vậy đó, thành đây nghĩa là nói trắng ra, nếu nói theo đời đó, là cái vị nữ tỳ kheo phải có cả cha lẫn mẹ, chứ nếu mà có mẹ không là làm sao thành làm sao có con được, phải có cha có mẹ. Còn mấy ông sư thì đỡ, mấy ông sư chỉ cần có cha được rồi, còn mấy ông sư quá sanh mà, còn mấy bà sư là phải có cha có mẹ mới sanh được. Thành ra bây giờ đó, cha thì có mà mẹ không có sao, mà cha không được quyền cho tu nha, nên nhớ chuyện đó. Bên cha chỉ xác nhận mà thôi, bên tỳ kheo mới sư chỉ xác nhận để cho cái gì đó được thành tỳ kheo ni mà thôi, chứ không có quyền cho tu. Mà đã không có quyền cho tu mà tỳ kheo ni cái hệ bên đó nó đã mất từ mà mấy ngàn năm về trước, ngàn mấy năm trăm năm về trước, thì bây giờ làm sao cho tu được nó mà nói là có còn tỳ kheo ni gì không chung. Nữ tỳ kheo là mất lâu rồi, tại vì không ai làm họ mất đó. Giới họ giữ khó giữ quá là ra mất, thành ra khi mà mất rồi đó lập lại cũng khó. Tại sao? Bởi vì bây giờ muốn lập lại là phải qua tăng chúng, hai hàng tăng chúng để biểu quyết là bây giờ là nên cho lập lại cái hệ nữ tỳ kheo với điều kiện như thế nào, mà bây giờ chắc chắn là khó lắm. Bây giờ là họp họp tăng tăng cả bao nhiêu nước, tăng hệ nguyên thủy mà để quyết định cái điều đó nó khó lắm, người ta mới học có làm nếu chứ dầu rằng mấy nước chứ tăng nhiều ta cũng không nghĩ tới làm nó cực khổ vậy lắm, rồi sau này lỡ cái chuyện gì đó thừa đó tới ông sùng đó, không có làm đó. Mà ngay cả bên nữ đó, cái gì mà gọi là thầy tế độ đó, nó có cái tên khác cho nó giống ông sư. Ông sư cái gì thầy tế độ là U Bạch Sa Giá, tức là thầy tế độ. Nếu mà nó bên ni mà nó có được thì phải là U Bạch Sa Di hoặc U Bạch Sa Di Ni, nó không có từ đó. Mà cái gì mà nữ tỳ kheo cạo hạ mà có quyền cho người nữ vô tu đó, gọi là Bà Quách Tỳ Ni, chứ mà không có gọi là thầy nữ tế độ, có gọi là Bà Quách Tỳ Ni chứ không phải là U Bạch Sa Di hoặc U Bạch Sa Di Ni. Nhớ thì nó không có chữ thầy tế độ bên ni, bên nữ tề bên hạ nữ. Thành ra còn những người nào mà quyết định cho tu đó là chuyện của họ thôi, còn mình người đời người ngoài ngoài cuộc, thích thì xá cho vui, không thích thì khỏi xá cũng được, bởi vì họ đâu phải là người thật đâu mà mình sợ. Nam mô Bích Thai giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Ngài Lý Tâm, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và con chào Thầy Kinh. Dạ, thưa Ngài, nãy con có thấy anh Giang Nhật Hà có nói về cái vấn đề đám, đám ma đó thưa Ngài. Mà con có thắc mắc không biết tại sao mình gọi là đám ma. Nếu mà nói mà đám ma vậy thì chắc người chết ai cũng thành ma hả thưa Ngài? Thì cái đó là theo trong Phật Pháp thì sao ạ? Mà con biết học thì mỗi cái kiếp luân hồi thì nó đi theo cái nghiệp của mỗi người, đâu có ai mà cứ thân thành ma hết ạ. Dạ, xin Ngài chỉ ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tổ quý, kính thưa chư quý vị, thành ma là thành ma đam đó. Tại mình gọi quen mình nghĩ ai chết cũng thành ma, này gọi đám ma đúng rồi, phải gọi đám táng. Nghe cái đám đi chôn cất, nhưng mà Việt Nam mà thích cái gì là gọi riết nó quen miệng là không có cần sửa chữa gì đó. Ai chết thành ma hết cho chắc ăn. À. Đó. Ma đạo thì có năm loại, ma đời có năm loại, thì theo quý vị muốn lựa loại nào được, có năm loại ma tất cả. Ma đạo thì quý vị chắc biết rồi đó, học với Ngài Trân Lão Trí Đức thì chắc biết rồi đó. Còn ma kia thì của tôi, chúng tôi sáng tác là đã miễn bàn, nằm hô tại vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Nguyên Trang thấy bàn tay của Nguyên Như. À, Nguyên Như có giơ tay không hay là bị kẹt tay trên đây rồi Nguyên Như? Không biết Nguyên Như có nghe âm thanh của Nguyên Trang không ạ? À? Dạ chắc bị kẹt tay rồi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng. Dạ con hình như là con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi. Dạ con kính chào thầy Kinh và đến với đạo tràng ạ. À. Dạ thầy có câu hỏi không thầy? Chỉ còn 8 phút nữa thôi thầy. Thôi con kính mời thầy. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã hạ bàn tay của Nguyên Như. Nãy con tưởng dạ sa thú bàn tay đẹp của thầy. Dạ con kính chân mến lại cho thầy ạ. À. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, kính lễ Thượng Tọa Lưu Tôn, dạ, kính lễ Chư Phước Tăng. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, nghe sư trình bày về vấn đề mà Ni Sư này nghe. Ni Sư. Ni là bà Sư ông. Dạ, bà Sư trong cái vấn đề mà Tỳ Khưu Ni đó bà Sư. Thì nếu mà đúng luật thì coi như không thành tựu, nhưng mà giờ người ta vẫn tu đàng hoàng thì sao chứ, vẫn vô cũng giữ giới của một vị Tỳ Khưu Ni, là giữ sống một hạnh viễn ly, là cũng tu đàng hoàng, cũng nghiêm chỉnh giữ giới, rồi tốt đẹp lắm. Tu hành như vậy thì cái sự tu tập của họ có thể đạt được cái cứu cánh giải thoát không ạ, có thể thành tựu được đạo quả không ạ? Dạ, con tu Phật sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tổ hoàng giả, kính thưa chư quý vị. Là nhớ cái tội nặng nhất là cái tội mình không tu tỳ kheo hay là không tu thành tỳ kheo ni được, mà mình tưởng sinh mình là tỳ kheo hay tỳ kheo ni đó. Đó là tội tổn thân tướng, là nhớ chuyện đó, tội đó rất là nặng. Ông sư mà lỡ bất cộng trụ rồi mà không chịu xả y đó, đó cũng gọi là tổn thân tướng. Tổn tướng nó nguy hiểm lắm chứ không phải không đâu. Bữa nào quý vị rảnh thì vô nhận Google đánh chữ trộm tăng tướng rồi hả? Không giải thích cho mà nghe hả? Không phải chuyện chơi đâu, thành ra tội tội nặng lắm, đừng có hy vọng mà đắc cái gì đó. Bởi vì mình không phải là kỳ tu theo luật mà mình chưng mình là cái này cái nọ là coi chừng
À, cái nặng nhất là mình không phải là tỳ kheo, không phải tỳ kheo ni, mà mình vẫn mặc đồ để người ta gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cái đó là tội không tăng tướng, tội lớn nhưng mà tội nhỏ. Nam mô Bụt Thầy ạ. À, xa thú, à, kính tiền. À, nhưng mà nếu mà như vậy thì kiếp này họ tu họ không thành tựu được, nhưng mà do cái nhân lành họ tu tập như vậy đó thì kiếp sau họ có thể sanh được làm người làm trời mà, và có thể sanh trở lại là vào cảnh giới tốt không ạ, hay là phải bị chịu cái quả của cái tội trộm tăng tước. À, con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cái chỗ này, bởi vì người ta vẫn tu đàng hoàng, vẫn nghiêm chỉnh giữ giới tốt đẹp, thì không lẽ giờ do cái nhân duyên giữ giới vậy mà họ là phải bị đọa xứ chứ mà. Dạ con thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu mà nói tu đàng hoàng thì chúng tôi xin được question. Bởi vì thí dụ mình vô đó là phải lật lực ra mình coi chứ. Coi nếu mà không được thì mình phải xả y, chứ là sao mình vẫn mang theo cái y của mình, tức là không học luật gì hết à. Tỳ kheo hay là tỳ kheo ni. Nghĩa là cái điều kiện đầu tiên là học cái giới bổn của mình trong vòng 5 năm học giới bổn. Đàn bà thì tới 6 7 năm, 7 năm được. Đó. Vô đó sao không đọc? Đọc ra có biết cái tội đó như thế nào, tội đó như thế nào, chúng tôi nói rất rõ ràng nha, chứ không phải là chúng tôi bịa ra đâu à. Đó, nói rõ ràng. Nếu mà mình không chịu ấy về mình nói mình tu tu làm gì? Đó, mình nhớ chuyện đó, không? Đó, chuyện đầu tiên phải học luật, chứ hôm nay nọ ta nói tiếng đó. Mà học luật thì phải biết, biết thì phải hành theo, chứ còn thôi cái chuyện đó thì không có bàn tới, bởi vì nó không nằm với cái chuyện đó, là chuyện của chư tăng chứ không phải chuyện cá nhân, không có bàn. Nhưng mà nói để cho quý vị hiểu số luật kia thôi, nghĩa là người nào bước vô đây hồi xưa đó, hồi chúng tôi mà vô tu cũng vậy đó, cái gì thì có thầy bây giờ ông bắt học cả hai bộ chứ không phải một bộ, khổ quý phân khá và tỳ kheo ni quý phân khá, bởi vì nhà nói cái đó theo luật. Thành ra khi mà chúng ta đọc rồi chúng tôi biết tại sao phải học luôn cái bộ luật tỳ kheo ni, bởi vì trong bộ luật tỳ kheo ni có những cái mà nó gọi là xả tha la nám bằng nhất tỳ đó, tức là cấm luôn cả tỳ kheo, nhưng mà không có coi trong tỳ kheo, luật tỳ kheo thì không thấy, chứ không phải không đâu. Thành ra phải học cái đó để biết là sau này lỡ người ta mời mình đi qua bên bên hệ của ni chúng rồi để giải thích hay dạy giảng giải Phật pháp này kia, mình biết đường mình né tránh một số vấn đề, chứ đâu có dễ. Thành ra phải học hết cả hai. Còn người nào mà nghĩ là cái đó bây giờ không ngồi thì cái đây không học đó. Nghĩa là cái chế độ mà 5 năm ở chung với ông thầy nhiều khi nó không có hoàn hảo, nhưng mà không phải học. Thành ra nó có nhiều chuyện, nó rất là nhiều khê đối với cái giới luật của ông sư. Thành ra phải học để có thể là giữ trong sạch, còn nếu mà không giữ trong sạch thì mình nói mình tu đàng hoàng cái gì đi nữa, nhưng mà nó có một cái gai nhọn trong thân của mình rồi, rất nguy hiểm. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sĩ nam hiền nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo phát sanh do pháp thoại ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cận sĩ nam hiền nữ có đầy đủ khả năng để chấm dứt các pháp ngộ ngầm nội tâm. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Gia, nam mô Sang Khai, nam mô Đà Tha Na Tây Giá Xà. Như ngài trưởng lão còn trong phòng, mời MC thông kinh trong, mời ngài lên một chút. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đầu tràng để chúng con được học, hiểu và tiến gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Do phước báo mà hôm nay chúng con đã tạo được, thành kính dâng đến quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy giá. Và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức cho con xin một tín hiệu để chúng con sau khi sám hối, chúng con thỉnh Ngài chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tà măng ghê na quạnh đê hăng ba đà phẳng xôm qua ruột tà măng
Bụt lý tổ đâu sao bụt thâu, tham mà tu tăng mà măng, còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Bụt tâm ăn ghê nà quanh đê hăng, thầm manh cho đứa quý thân và răng, thầm mê vô khá li tô đổ số thầm mô, thầm mà tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Bụt tâm ăn ghê nà quanh đê hăng, sẵn khanh cha đu vi thót tâm ăn, sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô, khà mạch tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc cho đạo tràng. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Sakkatoa buddha ratanang o sathang o tamang warang hitang deva manusanang buddha te jena sotinana santupadhavam Sambe dukkha vupassamendu te sakkattva dhammaratanang o satthang uttamang varang parilaho upasamanang Dhammate cena sotthinana santu baddhava sabbe phaya vupassamendu te sakkattva Sankharatanang o satthang uttamang varang ahunayyang bahunayyang sankhate chena sotinana santubaddhava sabbe roga vupasamen Tu tê nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sambe buddha balabhata bache kanan chayang balang arahanta nanta te chen rakhang phantha mi sambato sabbe thammam Balambanta banche kanan chayang balang arahanta nanta te chen rakhang phantha mi sambaso sambe sangha balabhata bache kanan chayang balang Arahanta nanta te che narakhang phantha Mị sập ba số xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiêu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thầm thiền xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chung hộ trì đến tăng ni và thiền tín nữ luôn Phật giáo nắm quyền được an lành tịnh lạc. Sa thu lành thai. Dạ đề quá ta sàn ti vi ha ra qua xí ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tự bù chi ta sa thịnh ca rôn tê tha vi ha ra mạnh đa lê thể ra cha mát cha na qua ca cha phích kha bồ xa ra mi ca đa na ba tê u ba sắc ca Ya ma cha đệ sa ni ga ma cha ek sa ra asap ba na phu ta su ki ta pa wan tu te cha ra bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta a tha bo qua ba ti ka ni u ya ni kang tham ma qua rang ba tu cha te sap ba bi dut kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa thang tham mo tham ma tha ra cha phup ga la
sang go ho tu sam mắc go qua a tha ya cha he ta ya cha am he ra kha tu sat tham mo sat bệ bi tham ma cha di na vô thành sam ba bu nai ya ma tham ma di dập ba quê đi tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cũng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh buôn loại khâm lường nọn thai thâm hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thực các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hóa cao đài thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tăng hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bích Tha, giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đánh giới tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Con cũng kính dân quả phước này để tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cốt, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng điều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân Nipanas sát bát cha dô hô túc. Y đăng quân nhân Nipanas sát bát cha dô hô túc. Y đăng quân nhân Nipanas sát bát cha dô hô túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quang lâm vào room chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào Rome theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rome có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Mách Ta, anh chị Phan Quang Liêm và tất cả quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng rất là nhiều luôn. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì con xin phép được xuống mít nhà để trong ban điều hành chúng con để bài kinh của chư tăng Tích Lan tụng, và sau đó chúng con cũng xin phép khép cửa rừng. Dạ, con